Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 68. Sau mối đe dọa gần đây, những cửa hàng trang sức ở Hương Sơn này không còn dám cùng với trang sức Trần Thị trấn áp tập đoàn Hà Thị nữa mà đồng loạt nâng giá ngọc thạch trở về giá gốc. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để tập đoàn Hà Thị lấy lại máu, dù sao trong tay có nhiều nguyên thạch như vậy nện ở trong tay, muốn lập tức biến hiện cũng không phải chuyện một giây là làm được. Khi người ta đi mua ngọc thạch cũng không thể mua được hàng tấn ngọc thạch thành phẩm phải không? Sau khi Tề Đẳng Nhàn nhận được tin có vẻ rất bình tĩnh, sau đó liên lạc qua điện thoại với Trần Ngư. Trang sức Trần Thị vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đe dọa nào nhưng Trần Ngư cho biết có thể có một số biến số trong kế hoạch đánh bại hoàn toàn tập đoàn Hà Thị. Cô cố tình để lọt, Tề Đẳng Nhàn cũng không hỏi thêm câu nào. Anh vội vã đến biệt thự của Tôn Dĩnh Thục. Phu nhân tài phiệt xinh đẹp đang định ngày mai từ biệt Hương Sơn và trở về Cao Câu Ly nên đương nhiên anh muốn đến đây. Tôi mua quà cho anh, tự xem đi nhé. Tôn Dĩnh Thục mỉm cười đưa chìa khóa gara và xe cho anh. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt một chút, không ngờ mình còn có quà, anh cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Sau khi mở cửa gara, nhìn thấy bên trong một chiếc xe địa hình màu đen sang trọng giống như xe bọc thép. Tên cảnh ngục nhỏ bé chưa từng trải sự đời không khỏi kinh ngạc nói, mẹ kiếp, đây là loại xe gì? Xe bọc thép à? Tôn Dĩnh Thục bình tĩnh nói, kỵ sĩ 15 được sản xuất tại Lá Phong Quốc. Được lấy cảm hứng từ việc sử dụng xe bọc thép quân sự cho địa hình dân sự. Thời gian chế tạo trung bình của mỗi chiếc xe là 1.500 giờ, chỉ có 100 chiếc được sản xuất trong đợt đầu tiên. Thân xe làm bằng thép tấm chống đạn, cửa sổ và kính chắn gió đều có khả năng chống đạn. Có thể chịu được hầu hết đạn thép cứng, có thể chịu được 15 cây di thuốc nổ TNT đánh vào. Tỷ lệ thân xe là 6098,2498, 2540mm. Hammer ở trước mặt nó chỉ có thể coi là em trai thôi. Không phải anh nói có rất nhiều người có ác ý, muốn gây phiền phức cho anh sao? Bây giờ anh đã là tổng giám mục, là một cái cây to đón gió, đi ra ngoài tất nhiên phải chú ý an toàn. Nên tôi đã đặc biệt chọn chiếc xe này cho anh. Nhưng đây là đồ cũ, hy vọng anh không quá để ý. Với năng lực của Tôn Dĩnh Thục, để có được một chiếc về tay không khó nhưng sẽ mất thời gian. Vì vậy, cô ấy trực tiếp sửa chữa một chiếc đã qua sử dụng, tuy là đồ cũ nhưng vẫn mới 95%. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn chỉ còn cảm động nhưng bây giờ lại mẹ kiếp, chị Phú bà tốt quá. Anh mở cửa xe thì thấy trong xe cũng chất đầy quà tặng dành cho mình như bộ vest, thắt lưng, đồng hồ, giày da, cùng với các loại kim cài áo và cà vạt, những thứ này đều đủ để lấy ra để triển lãm hàng hóa. Không gian của kỵ sĩ 15 vốn đã rộng lớn đến kinh người, lấp đầy nó là khái niệm gì? À, đây là cảm giác được bao dưỡng sao? Tề Đẳng Nhàn mặc dù không nghiên cứu nhiều về những món hàng xa xỉ này. Nhưng anh không khỏi cảm thấy khiếp sợ khi nhận được nhiều quà như vậy cùng một lúc. Trên mặt Tôn Dĩnh Thục hiện lên một nụ cười ôn hòa, đây là lần đầu tiên cô ấy tiêu tiền cho một người đàn ông, hơn nữa một lần lại tiêu nhiều như vậy. Cô ấy thậm chí còn cảm thấy mình có đang tiêu phí một chút để trả thù không. Dù sao những năm trước đây cô ấy chưa bao giờ mua quà như vậy cho bất kỳ người đàn ông nào. Tôn Dĩnh Thục mỉm cười nói, dù sao thì anh cũng là một người có thân phận, có diện mạo. Từ giờ trở đi, anh phải là một người đàn ông tinh tế hơn khi ở bên ngoài. 7 chiếc Rolex đó là tôi tự mình lựa chọn cẩn thận, phối với bộ vest nào cũng đã viết rõ ở trên đó rồi, còn cả kim cài áo cũng cần phải chú trọng. Tề Đẳng Nhàn nói, về sau tôi không cần phấn đấu, chỉ cần ôm chặt đùi của Tôn phu nhân gặm là được rồi. Phi, Tôn Dĩnh Thục đỏ bừng mặt. Nũng nịu nói, cô ấy vĩnh viễn không quên được tên trộm chó này trốn trong chăn của mình còn nhân cơ hội liếm đùi cô một cái. Tôn Dĩnh Thục để chìa khóa biệt thự vào bên trong, nói, biệt thự này tôi để lại cho anh, khi đến Hương Sơn tôi sẽ sống ở đây, anh không nên bán đi. Tề Đẳng Nhàn nói, sẽ không, đây là nơi cô dùng để kim ốc tàng kiều, sao tôi lại bán được. Nói xong, tay trái của anh làm động tác vểnh phong lan, làm ra vẻ nũng nịu. Tôn Dĩnh Thục cảm thấy kinh tởm, cô thích người đàn ông mạnh mẽ chứ không phải loại tô son chát phấn bốc phét. Tề Đẳng Nhàn cũng bị chính mình làm cho ghê tởm vội vàng lắc tay. Võ công đã luyện đến bậc này mà còn giả vờ yếu đuối.
Mấy kẻ địch ở dưới suối vàng chết ở trong tay anh mà biết có thể tức đến mức xác chết vùng dậy hay không? Nhìn chiếc xe mà phu nhân tài phiệt xinh đẹp đưa cho Tề Đảng Nhàn là biết cô ấy thích đàn ông mạnh mẽ. Dù sao lái chiếc xe này ra ngoài quá uy mãnh khí phách, giá cả có thể thua những chiếc siêu xe đó nhưng về mặt khí thế thì có thể ấn chúng trên sàn nhà cọ sát. Anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh có thích món quà tôi tặng anh không? Tôn Dĩnh Thục mỉm cười hỏi. Đương nhiên rất thích, Tề Đảng Nhàn cao hứng phấn chấn mà trả lời, nào, đi, đi, lên xe đi, chúng ta thử xem. Tôn Dĩnh Thục bị anh kéo lên xe, sau đó lái một vòng quanh đường quốc lộ quanh co, xe dừng giữa chừng vì Tổng Giám Mục Tề nói rằng anh muốn thử không gian và khả năng chống địa chấn của xe. Chiếc xe địa hình siêu lớn sang trọng đậu trên đường núi từ đầu đến cuối không hề rung lắc. Hơn nữa không gian cũng không thể chê, Tề Đảng Nhàn dùng các loại tư thế lái xe đều có thể thoải mái. Phu nhân tài phiệt mỹ lệ nằm trên ghế, đôi chân dài đi giày cao gót giơ cao lên mà vẫn không chạm đến nóc xe. Tề Đảng Nhàn nghĩ rằng có lẽ chỉ có Cao Muội mới có thể để lại dấu chân trên nóc xe. Tuy nhiên, Cao Muội quá nhiều lời, tạm thời không nên trêu chọc cô ấy. Hạng nhất, đỉnh cao. Sau khi Tề Đảng Nhàn lái xe về gara, giơ ngón tay cái lên với phu nhân tài phiệt sắc mặt hơi đỏ, cả người mềm mại. Tôn Dĩnh Thục sống trong nhung lụa hiển nhiên chưa bao giờ trải qua, cũng chưa bao giờ nghĩ đến kiểm tra tình trạng xe lại kích thích như vậy. Cho nên trải nghiệm từ hoàn cảnh đặc biệt này mang đến cho cô, ít nhiều cũng làm cho cô cảm thấy vô cùng kích thích. Tôn Dĩnh Thục chừng anh một cái, biểu tình lộ ra vẻ quyến rũ, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại sợi tóc dính mồ hôi ướt trên mặt nói, bữa tối ăn cá. Tề Đảng Nhàn tâm trạng rất tốt nên đồng ý ngay. Hôm nay Tôn Dĩnh Thục tiếp tục xếp xương, 6 cái. Nhưng lần này Tề Đảng Nhàn không mặc cả với cô ấy. Hừ. Lúc ở trên đường núi quanh co làm nhục tôi nhiều như vậy, đợi chút nữa sẽ làm cho anh phải nhận sai. Tôn Dĩnh Thục âm thầm cắn răng. Sau đó, cô ấy nhìn thấy Tề Đảng Nhàn lấy ra một ống nghiệm, uống sạch nước trong ống nghiệm trước mặt cô. Tôn Dĩnh Thục sửng sốt một chút, cầm ống nghiệm lên ngửi, không có mùi gì, hình như là nước khoáng bình thường. Tề Đảng Nhàn giải thích với cô ấy cũng là nước khoáng. Chẳng kia là nước khoáng thánh giáo được giáo hoàng ban cho để thanh lọc cơ thể và tâm trí. Tôn Dĩnh Thục rất đơn thuần đã tin ngay. Dù sao đây thực sự là nước khoáng, viện khoa học do Ngọc Tiểu Long ủy thác cũng phân tích ra như vậy. Nếu giáo hoàng mà biết rằng Tề Đảng Nhàn đã lãng phí nước thánh của mình nhiều như vậy, mà không tăng giá thứ này lên gấp 10 lần thì sẽ có lỗi với thánh chủ. Khi tổng giám mục thêm bắp độc nhất vô nhị của thánh giáo thì tất nhiên biến thành rồng hùng mạnh. Hàng yêu phục ma cũng không phải nói chơi. Chuyến bay đã bị hoãn lại đến buổi chiều. Sáng sớm hôm sau, trợ lý của Tôn Dĩnh Thục gọi điện thoại, giọng khàn khàn nói. Tề Đảng Nhàn cảm thấy sau trải nghiệm này, Tôn phu nhân sẽ không còn tham lam đến mức xếp 6-7 chiếc xương cá trên lá cải nữa. Lần này mình đã lấy lại được phẩm giá của một tổng giám mục. Dù trời đã sáng nhưng tinh thần của Tề Đảng Nhàn vẫn phấn chấn như cũ. Nước thánh khiến anh không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí tai thính mắt tinh, cảm giác nhạy bén. Lái chiếc xe địa hình cao cấp nhất do Tôn Dĩnh Thục tặng, Tề Đảng Nhàn đi tìm Trần Ngư. Sau khi nhìn thấy xe của Tề Đảng Nhàn, ngay cả Trần Ngư kiến thức rộng rãi cũng không khỏi kinh ngạc nói, đây là loại xe gì? Đồ nhà quê đến từ Nam Dương chưa hiểu sợ đời. Kỵ sĩ 15 xe Việt giã hàng đầu của Lá Phong Quốc, có thể so sánh với một chiếc xe bọc thép. Tề Đảng Nhàn đắc ý rào rạt nhảy từ trên xe xuống nói. Nói đi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì? Mặc dù Tề Đảng Nhàn đang gặp rắc rối, nhưng vào lúc này lại trông như không có việc gì. Trong lòng anh không khỏi thầm nghĩ, giáo hoàng đáng kính. Nếu giáo hoàng sẵn lòng mỗi lần cho tôi một dương nước thánh, vậy thì tôi có thể không tin thiên tôn. Không cần lo làm gián điệp hai mang này nữa. Đáng tiếc, giáo hoàng lại lừa mình. Vậy nên mình vẫn nên làm gián điệp hai mang này. Trần Ngư vẫy tay với Tề Đảng Nhàn nói, anh đi theo tôi. Tề Đảng Nhàn đi theo cô vào bên trong trang sức Trần Thị. Hai cha con Trần Hải và Trần Tuấn Nghị đang đứng ở trong, trước mặt có một cái dương da lớn. Sau khi Tề Đảng Nhàn đến, Trần Hải mở dương da ra, chỉ thấy một quả bom C4 ở bên trong, tuy nhiên là đồ bỏ đi, toàn bộ dây điện đã bị cắt. Này! C4 à,
Đây có phải là thứ do tổ chức quần lang kia gửi đến không? Tề Đẳng Nhàn không khỏi sửng sốt, sau đó anh chạy tới lấy quả C4 bị hỏng ở bên trong ra. Trần Ngư nói, hẳn là đêm qua đưa tới. Nhưng tuần tra theo dõi cũng không phát hiện được gì, không thể không nói tổ chức này có chút bản lĩnh. Trần Hải nói, lần này chỉ là cảnh cáo thôi, nếu trang sức Trần thì chúng ta không hợp tác, lần tiếp theo có thể sẽ là bom thật. Sắc mặt Trần Tuấn Nghị trắng bệch, nói với Tề Đẳng Nhàn, Tề giám mục, anh phải nghĩ cách. Mặc dù chúng tôi đã liên lạc với người của Liên Thắng nhưng tôi không nghĩ họ đáng tin cậy, phải không? Hội Huyền Dương đã mượn thủ đoạn của tổ chức quần lang để dọa nạt các công ty trang sức khác. Trang sức Trần Thị là người cuối cùng, chỉ sợ bọn họ sẽ chăm sóc kỹ càng một chút để Trần Ngư phải thành thật rút lui có trật tự xong việc. Ba người của Trần gia không nghe thấy Tề Đẳng Nhàn trả lời, chỉ thấy anh đang mày mò quả C4 trong tay, sau đó ấn mặt trên phím số 7.355.608. Ba người không nói nên lời. Đúng lúc này, một chàng trai bước vào, mặc một bộ vest cắt may thủ công rất vừa vặn, đeo kính gọng vàng rất trang nhã, khuôn mặt như ngọc, đẹp trai tuấn tú. Sau khi Trần Hải nhìn thấy anh, không khỏi sửng sốt, nhỏ giọng nói với Trần Ngư, cô chủ, thiếu gia Bùi Bất Khí tới rồi. Tề Đẳng Nhàn không khỏi đặt quả C4 trong tay xuống, sau đó ngẩn người, tên là gì? Không đủ khả năng trả tiền phải không? Vừa nghe chính là một gã nghèo không có tiền. Bùi Bất Khí là người đến từ Thương hội Hoa Minh ở Nam Dương. Cha anh ấy là hội trưởng Thương hội Hoa Minh. Sắp tới, người trong gia tộc đang cân nhắc để cô chủ đi theo anh ta. Trần Tuấn Nghị nghiễm nhiên trở thành chó săn của Tề Đẳng Nhàn, lập tức nói rõ toàn bộ thân thế bối cảnh và cả mục đích hiện tại của Bùi Bất Khí nói cho anh. Trần Ngư, tôi nghe nói cô gặp rắc rối nên cố ý tới đây xem thử. Bùi Bất Khí mỉm cười với Trần Ngư. Trần Ngư nói, Bùi thiếu gia khách khí quá, còn cố ý tới đây nhìn xem. Việc này không phải ngài đều biết sao. Bùi Bất Khí không hề tức giận mà chỉ mỉm cười dịu dàng nói, miệng lưỡi cô vẫn sắc bén như xưa, chuyện này tôi nên trả lời thế nào đây? Tề Đẳng Nhàn biết rằng anh chàng này chắc chắn đến đây để ăn trộm cá của anh nhưng vẫn tạm thời án binh bất động. Đẳng cấp như Trần Ngư, chỉ cần cô ấy không cam tâm tình nguyện thì có người đàn ông nào có thể ăn được con cá này? Có gì nói thẳng đi, Trần Ngư bình tĩnh nói. Lão phu nhân Trần gia các cô đã đồng ý cho chúng ta kết hôn, cho nên tôi tới đây giúp cô. Bùi Bất Khí cười nói. Trần Ngư cười lạnh nói, già mà không chết là vì trộm đồ, càng lớn tuổi lá gan càng nhỏ. Tề Đẳng Nhàn nghe xong không khỏi giật mình, ôi, Trần Ngư này là một người phụ nữ ngỗ nghịch, khi sư diệt tổ sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Tuấn Nghị thì thầm vào tai Tề Đẳng Nhàn, từ khi cô chủ được sinh ra thì lão phu nhân Từ đã không thích rồi. Luôn nói cô ấy giống với con hồ ly tinh đã đoạt đàn ông của bà ấy. Nam Dương Trần thì chúng tôi có ba dòng, cô chủ là dòng chính không được lão phu nhân thích nhất. Nam Dương Trần thị là một gia tộc lớn, lão phu nhân có thể nói là biểu tượng vật tổ của gia tộc, do mưa gió gần đây mà gia tộc đã bị chia thành ba phe. Một phe muốn hòa giải hoặc thậm chí hợp tác với Triệu gia, truyền lại tài sản thừa kế của gia đình một cách an toàn, một nhóm đang ngồi lưng chừng sẽ nghiêng về bên nào có nhiều ánh đèn sân khấu nhất, nhóm còn lại do Trần Ngư đại diện, quyết tâm bảo vệ lợi ích của Trần gia ở Nam Dương, dù có chết cũng không nhượng bộ một tấc. Bùi Bất Khí nói, Trần Ngư, lời này cô có thể nói trước mặt tôi nhưng đừng nói trước mặt người khác, kẻo sự việc lộ ra ngoài, người ta lại làm khó dễ, chỉ trích cô. Trần Ngư cười nói, được rồi, vậy anh nói xem anh có thể giúp tôi như thế nào. Thương hội Hoa Minh chúng tôi có quan hệ khá tốt với cô Kamiyama Yui của hội Huyền Dương. Hiện tại cấp dưới của cô Kamiyama Yui đã chiêu mộ người của tổ chức quần lang. Tốt nhất cô không nên trở thành kẻ thù của cô ấy, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra những tai họa khó lường. Muốn cắt thịt trên người Hà gia đúng là có thể thu được không ít ích lợi nhưng không đáng phải làm như vậy. Hơn nữa Hà gia có quan hệ không tệ với Hương Sơn Long Môn. Chỉ bằng tôi đứng ra bắc cầu để cô hợp tác với hội Huyền Dương cùng bảo vệ Hà gia. Cả hội Huyền Dương và Hà gia đều sẽ đưa ra những lợi ích khiến cô hài lòng. Hơn nữa, bằng cách này, nội bộ Trần gia của cô có thể cùng chí hướng. Bùi Bất Khí nhẹ nhàng nói,
nếu anh ta kết hợp thêm một chiếc quạt lông vũ và khăn chít đầu thì có lẽ sẽ hơi giống chỉ điểm Giang Sơn. Tề Đẳng Nhàn nghe xong lời này trong lòng nhất thời không vui. Hóa ra cái thương hội Hoa Minh gì đó lại là thế lực một phương của Triệu gia. Đây là muốn làm cho Trần Ngư Tử bỏ đồng minh là mình, đầu nhập cho phe khác sao? Trần Tuấn Nghị tiếp tục đảm nhiệm chức chó săn, nhỏ giọng nói, thương hội Hoa Minh là một trong những thương hội lớn nhất của Hoa Quốc ở Nam Dương, nó rất hùng mạnh. Nghe Bùi Bất Khí nói xong, Trần Ngư nhẹ nhàng lắc đầu nói, những lời anh nói có chút buồn cười, anh không biết sao. Bùi Bất Khí nói, hội Huyền Dương sẽ có tổ chức quần lang tương trợ, hơn nữa. Lần này tôi đến Hương Sơn là muốn tham gia tiệc mừng thọ của quý lão gia tử, đạt thành hợp tác với quý gia. Đến lúc đó, thương hội Hoa Minh liên thủ với quý gia, thực lực sẽ nâng cao một bước, cô sẽ cần tôi. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe thấy điều này, đôi mắt không khỏi tái đi. Mình còn đang suy nghĩ bị giáo hoàng lừa gạt thì lấy lại máu ở nơi nào. Đây không phải là tới rồi sao? Nhất định là quý gia a, yeah. Tề Tổng Giám Mục không khỏi vui mừng trong lòng. Sau khi nghe được những lời của Bùi Bất Khí, vẻ mặt của ba người Trần Hải, Trần Tuấn Nghị và Trần Ngư có một chút biến hóa. Hiển nhiên, tin tức này khiến ba người bọn họ vô cùng chấn động. Quý gia là một gia tộc vô cùng quyền lực không thể nghi ngờ, họ có mối quan hệ rất tốt với chính phủ nước Anh. Ở trong quốc gia đó, họ thậm chí có thể được coi như quý tộc. Hơn nữa, quý gia rất giàu có. Sản nghiệp cũng khổng lồ, nếu có bất kỳ sự hợp tác nào với Thương hội Hoa Minh, nói đây là một liên minh mạnh mẽ cũng không quá lời. Đừng nhìn thái độ rụt rè hiện tại của quý gia với Tề Đẳng Nhàn, chỉ vì bọn họ cho rằng tên này là một kẻ dã man thô bạo, đồ sứ không cần thiết phải va chạm với ấm sành. Cộng với việc những nhân vật quan trọng trong thượng quan gia bị tiêu diệt, thiếu gia của gia tộc Rothschild ở Mỹ bị một quyền đấm nổ đầu nên trong lòng họ càng thêm kiêng kỵ. Phải nói rằng mặc dù lúc Tề Bất Ngữ đi giết thượng quan Hạo Nguyệt là có ý làm chuyện xấu nhưng khi chuyện qua đi lại đúc thành hung danh cho Tề Đẳng Nhàn. Ít nhất ngay cả đại gia tộc cường địa như quý gia cũng cảm thấy kiêng kỵ anh. Tin tức này của Bùi Bất Khí khiến Trần Ngư cảm thấy có chút nghiêm túc, bởi vì Thương hội Hoa Minh ủng hộ phe phái trong Trần gia phản đối cô ấy. Nếu Thương hội Hoa Minh đạt được sự hợp tác với quý gia thì sức ảnh hưởng của họ ở Nam Dương chắc chắn sẽ trở nên đáng sợ hơn. Khi đó, tiếng nói phản đối của Trần gia tất nhiên sẽ tăng lên, càng chèn ép địa vị của cô ấy trong Nam Dương Trần Thị, thậm chí ảnh hưởng đến bố trí của cô ở toàn bộ Nam Dương. Trần Ngư, đừng suy nghĩ những thứ không thực tế đó, đảm bảo củng cố lợi ích của mình mới là việc cần làm đầu tiên. Bùi Bất Khí cười nói. Ha ha, Trần Ngư chỉ là thản nhiên cười một tiếng nhưng trong lòng đã tính toán rồi. Tề Đẳng Nhàn cũng muốn xem Trần Ngư sẽ lựa chọn gì vào lúc này cho nên anh cũng không nói gì. Tuy nhiên, anh không lên tiếng không có nghĩa là những người khác sẽ buông tha cho anh. Ánh mắt của Bùi Bất Khí dừng trên người Tề Đẳng Nhàn nói, tôi biết anh là ai nhưng lần này ạm không thể làm được gì. Hội Huyền Dương nhập cuộc đã phá vỡ kế hoạch của anh, tổ chức quần lang cũng đủ để dọa lui nhiều thế lực mạnh mẽ. Tề Đẳng Nhàn không khỏi lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nói chà, quần lang đáng sợ quá, tôi sợ quá, liệu họ có dùng đầu đạn hạt nhân để thổi bay tôi không? Nghe được Tề Đẳng Nhàn lời nói, Trần Ngư không khỏi bật cười một tiếng. Bất kể lúc nào tên này, nhìn qua cũng thấy tâm rất lớn, có thể bình tĩnh xử lý mọi việc. Còn nữa, anh còn nói Thương hội Hoa Minh muốn hợp tác cùng quý gia sao? Tốt lắm, có muốn tôi đi tìm quý lão gia tử nói thêm một câu để giúp các người thúc đẩy tiến độ nhanh hơn không? Tề Đẳng Nhàn rất gấp gáp nói. Anh thực ước gì quý gia hợp tác với Thương hội Hoa Minh? Dù sao anh cũng đã suy nghĩ kỹ về quý gia ra được điều tâm đắc, giống như suy nghĩ của Trần Ngư. Nếu quý gia thật sự hợp tác chặt chẽ với Thương hội Hoa Minh, như vậy khi anh dùng dao nhỏ, không cần để ý đến việc có lý hay không, có quy tắc hay không. Dù sao đã là kẻ thù thì cứ cắt thụt trước rồi nói sau. Anh căn bản không quan tâm bối cảnh cậu quý gia ở nước Anh. Dù sao nơi đó chính là Europa, chỉ cần ở Europa thì không có chuyện gì mà giáo hoàng không gánh được. Giáo hoàng mặc dù không hài lòng với anh nhưng dù sao anh cũng là người phát ngôn của thẩm phán Samson. Đây là lời của chính đức giáo hoàng. Tuy bây giờ giáo hoàng rất hối hận vì đã từng nói ra điều đó,
thậm chí còn thú nhận với thánh chủ rằng ông ta đã bị đô la mà tề đẳng nhàn đập vào làm mù mắt nên mới nói bừa bãi. Bùi Bất Khí cười nhạo một tiếng nói, anh cho rằng mình xứng sao? Tổ chức quần lang muốn đối phó anh mà còn phải dùng đầu đạn hạt nhân ư? Còn thúc đẩy quý gia hợp tác với thương hội Hoa Minh chúng tôi nữa. Ha, anh cho rằng mình là vương gia quý tộc ở nước anh sao? Anh mà cũng xứng nói như vậy sao? Tề đẳng nhàn đau lòng nói, lời anh nói có chút tổn thương người khác đấy. Tôi chỉ muốn quý gia hợp tác với thương hội Hoa Minh của anh càng sớm càng tốt. Ánh mắt Bùi Bất Khí khinh thường thờ ơ nhìn anh, sau đó quay đầu đi, rõ ràng là không muốn nói chuyện với anh nữa. Trần Ngư, thế nào? Đã cân nhắc chưa? Tương lai chúng ta sẽ là một gia đình, không cần quá xa lạ, tôi cam đoan, cô làm theo ý tưởng của tôi có thể thu được rất lớn lợi ích. Bùi Bất Khí nói với Trần Ngư một cách chân thành. Trần Ngư bình tĩnh nói, tôi và anh hình như không còn gì tốt để nói, chúng ta có đường lối khác nhau, khó lòng hợp tác. Mời anh về đi, không cần đến tìm tôi nữa, nói mấy câu này với tôi cũng vô dụng thôi. Trong mắt Bùi Bất Khí không khỏi hiện lên một tia thất vọng, nói, không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể để cho cô nhìn xem. Có một số việc chỉ dựa vào lực lượng của cô không thể xoay chuyển được. Nói xong, anh ta quay người chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, anh ta lại liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn, bình tĩnh nói, bất cứ kẻ nào cố gắng cản trở xu hướng chung sẽ chỉ bị bánh xe vận mệnh đè bẹp, không có ngoại lệ. Anh ta bày ra vẻ phong độ rời đi. Bày ra khí chất người cũng như tên, quân tử không tức. Tề Đẳng Nhàn không khỏi khịt mũi coi thường, uể oải nói, kẻ ngốc như vậy chắc chắn cho rằng mình là chân mệnh thiên tử, có thể đứng ở chỗ đầu sóng ngọn gió, nắm giữ mặt trời trăng sao nhỉ. Trần Ngư nghe xong không khỏi bật cười nói, lời này của anh rất khó nghe đấy. Dù sao người ta cũng là thiếu chủ thương hội Hoa Minh, địa vị phi phàm. Hơn nữa xét tình huống hiện tại, anh ta quả thực đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nắm chặt mặt trời trăng sao đấy. Tề Đẳng Nhàn không để bụng, lắc đầu nói, loại ngu ngốc này thường cần và miệng lớn hai cái để thổi bay phong thái tao nhã mặt ngoài của mình thành từng mảnh nhỏ. Lúc trước, Tiêu Tinh ở Tam Giác Độc Đại Khái có thể cảm nhận được điểm này. Khi Tiêu Tinh lần đầu gặp Tề Đẳng Nhàn có thái độ rất cao ngạo, hút xì gà và trông như thể anh ta có trí tuệ trong tay. Kết quả là bị Tề Đẳng Nhàn và miệng đến mức hết sạch phong độ. Nếu không phải Tề Đẳng Nhàn đang trông cậy vào Bùi Bất Khí có thể tâm sự tốt cùng quý gia thì không chừng hôm nay đã phải thưởng cho tên thích khoe khoang này hai cái và miệng rồi. Có một điều cần nói, nếu đúng như Bùi Bất Khí nói thì tình huống tiếp theo của chúng ta sẽ rất khó khăn. Trần Ngư trầm giọng nói, sắc mặt có chút âm trầm. Tôi sẽ giải quyết tổ chức quần lang, cô tiếp tục hành động. Ấn chết Hà Gia hoàn toàn vào vũng lầy cho tôi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, chuyện hợp tác giữa quý gia và thương hội Hoa Minh kia thì tôi rất vui lòng xem họ đẩy nhanh tốc độ đấy. Điểm này, cô không cần lo lắng. Chờ cho quan hệ của họ thêm mật thiết tôi sẽ tự mình ra tay dọn dẹp bọn họ. Loại gà vườn chó xóm mà cũng dám đến đoạt cá tôi ăn. Trần Ngư nhịn không được trừng mắt lên, sau đó khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Nếu anh dám trêu chọc tôi như vậy trước mặt Hướng Tổng, Lý Tổng, thậm chí là đùa giỡn tôi trước mặt thư ký Dương vậy thì tôi tôn trọng anh như một người đàn ông. Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt đắc ý nói, có gì không dám. Tôi là một người đàn ông trưởng thành, còn có thể để phụ nữ đè lên đầu à? Nói đến đây, anh lại thầm suy nghĩ, tôi chỉ là giả vờ thôi, không quá đáng nhỉ. Bốn người, đứng lại bốn phía. Dường như muốn ngăn không cho Tề Đẳng Nhàn chạy trốn. Nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng không có ý định chạy trốn, bởi vì, hắn cảm thấy, bốn người này, hẳn đều là người có tiền. Dù sao tên mặt trắng lúc đầu xuất hiện kia, chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay hắn ta cũng không phải hàng giả, cũng phải hơn 20 triệu, cho dù không thể lừa được tiền hắn ta, nhưng đem đồng hồ đeo tay của hắn ta đi bán cũng là một món hời lớn. Tề Đẳng Nhàn cũng sẽ không bởi vì gần đây kiếm tiền đều là một tỷ mà bay lên mây, mấy trăm triệu mấy chục triệu cũng là thịt, tích tiểu thành đại. Các người là ai, lại dám nhắm vào tôi tổng giám mục của khu phía Nam, đây là không sợ ngày tháng sau này sẽ gặp nguy hiểm sao? Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng cười hỏi. Giáo hoàng lão già chết tiệt đó vốn dĩ cũng không muốn để chúng tôi sống một cuộc sống tốt đẹp gì. Mấy năm trước còn mở cái gì mà học viện trừ tà, chuyên môn gây khó dễ cho chúng tôi.
Ông ta bổ nhiệm mày làm tổng giám mục của khu vực phía Nam, gây ra một trận chiến lớn như vậy, giết chết mày, vừa hay có thể khiến cho ông ta đau đớn một chút. Hơn nữa, mày mang trong mình linh hồn của Samson, hút hết máu mày, lấy đầu của mày đem đi tế thần của chúng ta, chắc chắn sẽ cho chúng ta thêm nhiều ân huệ. Nam nhân mặt trắng đeo chiếc Patek Philippe mỉm cười lịch sự nói, thậm chí còn cúi đầu chào Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nhìn hắn ta liền cảm thấy có chút khó chịu, hắn một bước dài xông về phía trước, chuẩn bị ra tay trước. Nhưng hắn vừa di chuyển, thì ba người kia cũng liền di chuyển theo hắn, tốc độ cùng sức mạnh đều rất là nhanh, sử dụng các động tác chiến đấu rất đơn giản của phương Tây. Tiểu tạp chủng, Tề Đẳng Nhàn cười mỉa mai, sau khi né một quyền, đột nhiên một cái lưỡi trâu cuốn cỏ bao lấy nắm đấm của một người, làm cho người này mất cân bằng, đánh về phía một người khác. Hai người nhất thời luống cuống tay chân, còn lại một người, thì luống cuống không biết nên làm gì. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn trở nên lạnh lùng, tay trái mềm mại buông xuống bên cạnh, sau đó cánh tay trong nháy mắt căng thẳng nhấc lên, trong nháy mắt ra đòn, ống tay áo phồng lên theo, tựa như bơm hơi. Cánh tay rắn chắc như roi thép quất vào gò má người thứ ba này, tạo ra một tiếng bốp thật lớn, nhưng khiến cho Tề Đẳng Nhàn cảm thấy kinh ngạc chính là, một đấm này thế mà lại không thể khiến cho đối phương nổ đầu. Phải biết rằng, uy lực của hắn đánh ra cực kỳ khủng bố, dù là đầu của đối phương có cứng hơn tảng đá, cũng bị hắn đánh cho nổ tung. Người này bay lộn trên không trung, trong miệng và mũi đều phun ra máu tươi, đầu cũng là hỗn loạn, suýt nữa ngất xỉu. Đau chết tôi rồi, sau khi anh ta rơi xuống đất, trong miệng còn phát ra tiếng gào thét thống khổ. Điều này quả thực làm cho Tổng Giám Mục Tề kinh hãi, ồ, chúng cú đấm này, đầu không nổ tung sao, người cũng không chết, hơn nữa còn có sức lực mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy, người này gò má lõm xuống một miếng lớn, nhưng lúc anh ta lắc đầu đắc ý trong, phần lõm xuống đó bắt đầu chậm rãi được một lực kỳ lạ từ từ làm phẳng, đang phục hồi với tốc độ cực nhanh. Bọn ta là 12 tín đồ của thần Dracula, mỗi người đều có năng lực bất tử. Anh không thể giết chết chúng ta. Tề Đẳng Nhàn nở một nụ cười không mấy vui vẻ, thật sự không chết sao? Sau khi nói xong lời này, bước chân hắn khẽ di chuyển, bộc phát toàn bộ năng lực, một quyền đạp xuống, toàn bộ mặt đất đều như biến thành đậu phụ, làm cho người ta có một loại cảm giác đứng không vững. Hắn trong nháy mắt chạy tới trước mặt nam nhân bị hắn dùng quyền đánh trúng. Hóa thành hình ưng, giơ tay phải lên, năm ngón tay nắm chặt đầu đối phương. Crack. Tiếng xương vỡ thanh thúy từ dưới đầu ngón tay của hắn truyền đến, máu tươi cùng huyết tương không ngừng cuồng cuồng phun ra bên ngoài. Boom. Một cái đầu to sống sờ sờ, liền trực tiếp bị bàn tay to của hắn bóp cho nổ tung tại chỗ, giống như dưa hấu từ trên cao rơi xuống đất. Thân thể của tên dị giáo bị dập nát đầu rơi ngã xuống đất. Chỉ còn lại có nửa cái đầu nằm trên mặt đất, có một chút co giật, không lâu sau đó, các dây thần kinh trong cơ thể cũng ngừng hoạt động, không hề nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh này, nam nhân mặt trắng vừa mới mở miệng trực tiếp nói không ra lời, trong nội tâm thậm chí mơ hồ có chút sợ hãi. Người này rốt cuộc là ai a? Nếu so với Samson cũng không thái quá như vậy chứ. Tay không giết người. Sức mạnh của tôi, bắt nguồn từ việc huấn luyện bản thân, không giống như các ngươi. Đều là nước vô căn, như bèo trôi. Tề Đẳng Nhàn hời hợt nói, trên ngón tay của hắn, thậm chí cũng không dính một giọt máu. Linh hồn của Samson, không tồn tại, chỉ là một lời nói dối do giáo hoàng bịa ra để lừa dối các hồng y giáo chủ. Chân chính cường đại, đó là bản thân Tề Đẳng Nhàn, là sức mạnh cơ thể của hắn, còn có cả quyền pháp của hắn. Giết hắn, nam nhân mặt trắng giận dữ hét lên. Trên mặt của hắn ta bỗng nhiên xuất hiện một vài sợi gân xanh, sắc mặt cũng từ trắng chuyển thành đen, cả người khí chất, đã xảy ra một sự thay đổi chóng mặt. Cùng với sự thay đổi đó, tốc độ và sức mạnh của hắn cũng thay đổi. Nhưng Tề Đẳng Nhàn cường đại cỡ nào? Đối mặt với ba người vây kín tấn công hắn, hắn không chút hoang mang, thon thả bước đi. Nhưng với sự chuyển động mạnh mẽ như vậy, tự nhiên vật trong tay hắn rơi xuống. Lại cạch rơi xuống mặt đất, đó là quyền trượng giá trị 6 tỷ đô la của Tổng Giám Mục. A hát, nam nhân mặt trắng vừa nhìn thấy quyền trượng này, lập tức thét chói tai một tiếng, hai gò má vốn có chút hắc khí lượn lờ, thoáng cái trở nên trắng bệch, cả người vội vàng lui về phía sau.
còn có hai tín đồ khác, cũng đều lui về phía sau, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nhạy bén phát hiện, bọn họ tựa hồ sợ cây quyền trượng này. Hắn khom lưng, cầm quyền trượng nhặt lên, cười nói, ồ, vật này, các ngươi sợ nó. Anh đừng lại gần đây, nam nhân mặt trắng có chút hoảng sợ hô to. Tề Đẳng Nhàn lại bước vọt về phía trước bằng một bước như hình dạng của một con rồng, vui mừng nói, a a a, chẳng lẽ quyền trượng này thật sự có thể sử dụng ra ma pháp? Có một tín đồ không kịp lui về phía sau, bị Tề Đẳng Nhàn đuổi theo. Avada Kedavra, Tề Đẳng Nhàn giơ quyền trượng lên và hét lớn về phía người đó, giống như phong thái của Voldemort. Tín đồ dị giáo đồ này nhìn thấy quyền trượng đưa tới trước mặt mình, lập tức kêu thảm một tiếng. Thống khổ vô cùng ôm đầu mình cuộn tròn một góc. Tuy nhiên quyền trượng không có bất kỳ hào quang quỷ dị nào toát ra, điều này làm cho Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, rất thất vọng. Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định chính là, quyền trượng này dù sao cũng là thánh vật của thánh giáo, đối với những tín ngưỡng tín đồ tà thần dị giáo này, hơn phân nửa là có chút tác dụng. Có lẽ tôi chưa chuẩn bị đủ. Hừm, chờ tôi đem năng lượng truyền vào quyền trượng rồi thử xem. Hắn đứng lại, khí tụ đan điền, trong cơ thể khí huyết vận chuyển, một luồng khí lực trực tiếp tiến vào quyền trượng. Avada Kedavra, Tề Đẳng Nhàn hô to. Tín đồ dị giáo đồ ôm đầu quỳ rạp xuống đất kêu thảm thiết, nhưng quyền trượng vẫn không có lục quang toát ra. Con mẹ nó, căn bản vô dụng. Tề Đẳng Nhàn sắc mặt tối sầm, giơ quyền trượng lên, hung hăng vung vẩy, quát Avada Kedavra. Phanh. Quyền trượng của hắn gõ vào đầu một tín đồ dị giáo, nhưng hình như cái đầu này xương sọ dường như rất cứng, không đập nó ra. Giám mục Tề thẹn quá hóa giận, quát lấy mạng. Lấy mạng, lấy mạng. Liên tiếp gõ 3-4 cái, đầu óc cuối cùng cũng nổ tung, lấy được mạng. Tín đồ dị giáo ngã xuống. Sau đó, hắn hài lòng gật đầu, nói ừ, vẫn hữu dụng, vật lý đòi mạng. Quyền trượng đại khái cũng chỉ hơn 2 thước, cổ tay cầm thô như vậy, được chế tác từ một loại gỗ đen không rõ tên, về cùng chắc chắn. Hai đồng bọn còn lại nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn dùng quyền trượng đập vỡ một cái đầu, đều không khỏi run lẩy bẩy, cực kỳ sợ hãi. Tề Đẳng Nhàn giơ cao quyền trượng, nói ca ngợi giáo hoàng. Trên quyền trượng máu và óc đang nhỏ giọt. Hai tín đồ dị giáo còn lại thấy hắn hung tàn, không khỏi co cẳng bỏ chạy, này con mẹ nó. Tên tổng giám mục này thật quái dị, quả thực so với bọn họ còn tàn ác hơn. Tề Đẳng Nhàn tức giận nói, đừng hòng chạy trốn, đều phải chết dưới Avada Kedavra của lão tử. Hắn giơ quyền trượng lên, trực tiếp ném về phía trước. Hắn dùng toàn lực ném ra một lực với sức mạnh và tốc độ lớn, mặc dù không thể so với viên đạn, nhưng là vô cùng đáng sợ. Quyền trượng sau khi bay ra, đánh trúng sau lưng một tín đồ dị giáo. Tín đồ dị giáo kêu thảm một tiếng, trên người dường như có một luồng khí đen khó có thể nhìn thấy thoát ra từ cơ thể anh ta. Tề Đẳng Nhàn một chiêu yến tử tam tịch thủy chạy tới, vươn tay liền bắt lấy quyền trượng đang rơi xuống đất, đem nó trở thành thiết chùy, nắm ở trong tay, nắm quyền trượng trong tay và gõ vào sau ót của tên tín đồ dị giáo. Avada Kedavra! Tề Đẳng Nhàn hét lên. Cú gõ này, trực tiếp cho tín đồ dị giáo hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Nhưng năng lực chống chịu của đám người này dường như cường mạnh giống nhau, lần này, cũng không thể khiến não nổ tung. Nhưng quyền trượng đối với bọn họ đích thực có năng lực khắc chế đặc biệt, sau khi bị đánh trúng, trực tiếp khiến cho bọn họ hoàn toàn mất khả năng chống cự. Avada Kedavra, Avada Kedavra, Avada Kedavra. Tề Đẳng Nhàn tức giận, không chỉ không có phép thuật, ngay cả sát thương vật lý cũng không gia tăng. Còn phải gõ 3 cái mới có thể gõ nổ tung, quả thực quá đáng. Tên tín đồ dị giáo đồ này cũng bởi vì bị đánh trúng đầu mà ngã xuống. Người đàn ông mặt trắng đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe cuối cùng vẻ mặt hoảng sợ chạy như điên, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy Tề Đẳng Nhàn cầm quyền trượng đen kịt trong tay ngẩng đầu cười với hắn ta. Bên cạnh, một thi thể bị đập vỡ đầu đang từ từ ngã nghiêng xuống. Nụ cười kia đâu phải là tổng giám mục, rõ ràng chính là thanh âm của Sa Tăng. Phanh. Ngay khi hắn ta quay đầu nhìn, không chú ý phía trước, trực tiếp đụng vào ngực một người, đụng một cái này,
không làm cho người phía trước bị đẩy ra, ngược lại làm cho bản thân đụng đến ngã ngồi xuống đất. Phía trước, không biết từ lúc nào xuất hiện một dáng người đàn ông khôi ngô mặc bộ Âu phục, khuôn mặt tràn đầy vẻ thánh thiện, tay trái nắm một quyển sách thánh, tay phải cầm một thanh kiếm màu bạc, đang lãnh khốc nhìn hắn ta. Trưởng đoàn hiệp sĩ thánh giáo, Rob Ben Olivier, người đàn ông mặt trắng ngồi dưới đất, mặt mũi khó coi. Rob Ben lạnh lùng cười nói, bọn dị giáo của đế quốc Dracula, chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn giết tổng giám mục phía nam của thánh giáo chúng ta. Người đàn ông mặt trắng giận dữ quát, đi chết đi. Trong lúc nói chuyện, hắn ta toàn lực bộc phát sức mạnh, nhảy lên một cái, móng tay trong nháy mắt đều dài ra mấy cm, ở trong bóng tối hiện ra hàn quang, đâm thẳng vào trái tim của Rob Ben. Tổng giám mục nói, phải có ánh sáng, sau đó, thế giới này liền có ánh sáng. Rob Ben lùi lại một bước, chậm rãi nói, thanh kiếm trong tay anh ta, dường như phát ra một luồng ánh sáng màu vàng thần thánh. Cũng không biết đó là ánh sáng do câu thần chú của anh ta, hay là ánh sáng khúc xạ ra từ cột đèn chiếu lên thanh kiếm của anh ta. Rob Ben vung tay phải lên, một tiếng xé rách vang lên, một cánh tay bay lên không trung cao 7-8 mét, ở trên không trung xoay vài vòng rồi chậm rãi rơi xuống. Người đàn ông mặt trắng kêu thảm thiết, còn chưa kịp lui về phía sau, Rob Ben liền một kiếm đâm ra, phốc một tiếng, xuyên thủng trái tim người này. A! Thánh giáo các ngươi, chết không tử tế, cơ thể người đàn ông mặt trắng co giật, chậm rãi ngã xuống đất, máu chảy ra, chảy khắp nơi dưới thi thể. Tề Đẳng Nhàn vào lúc này chạy tới, đỡ lấy cánh tay đang chuẩn bị rơi xuống đất, nói, không phải nặng tay quá rồi sao? Rob Ben nhíu mày, nói, những kẻ tà giáo vọng tưởng dám khinh nhờn thánh chủ này, chết cũng chưa hết tội. Tề Đẳng Nhàn đưa tay mở cúc đồng hồ ra, tháo chiếc Patek Philippe xuống, nói, ách, ý tôi là anh suýt nữa làm hỏng chiếc đồng hồ tôi vừa ý rồi, có chết hay không cũng không sao cả, chủ yếu là đừng làm hỏng đồng hồ của tôi. Khóe miệng Rob Ben giật giật, chân mày cũng giật 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 ba cái. Tề Đẳng Nhàn nói, thanh kiếm trong tay anh thật ngầu, có thể cho tôi xem chút không? Rob Ben nhíu mày, nói, xem thì xem đi. Tề Đẳng Nhàn tiếp nhận thanh kiếm trong tay anh ta. Sau đó nghiêm túc nói, thánh chủ nói, phải có ánh sáng, sau đó, thế giới này sẽ có ánh sáng. Lạp. Đèn đường trên đỉnh đầu nhấp nháy hai cái, có vẻ như bởi vì lâu năm không tu sửa mà hỏng vào lúc này. Kiếm trong tay Tề Đẳng Nhàn cũng không phát sáng. Khóe miệng hắn co giật mấy chục cái, tức giận đến muốn chửi tục, đây không phải là làm hỏng nơi này sao? Rob Ben ngẩng đầu nhìn cái đèn đường kia. Cũng cảm thấy không biết nói gì, trong lòng thậm chí hoài nghi, người này phải chăng là một tín đồ tà giáo nào đó, tại sao thánh chủ lại không cho vị tổng giám mục đó chút mặt mũi nào như vậy? Lão tử tin vào phúc sinh vô lượng thiên tôn của tôi là được rồi. Tề Đẳng Nhàn mang thanh kiếm trả lại cho Rob Ben, trong lòng buồn bực nghĩ. Rob Ben có cảm giác rất nhạy bén, không khỏi nghi hoặc mà nhìn Tề Đẳng Nhàn, hỏi tín ngưỡng của anh, có phải không thành kính phải không? Tề Đẳng Nhàn nói, mẹ kiếp, anh là không thấy, tôi đã cầm quyền trượng của Tổng Giám Mục gõ nổ đầu của ba tên tín đồ dị giáo đổ đúng không? Trong lúc nói chuyện, hắn giơ lên quyền trượng dính đầy máu lên, nói ca ngợi Thánh Chủ, ca ngợi Giáo Hoàng Bệ Hạ. Amen. Rob Ben cũng đưa tay vẽ chữ thập trước ngực mình, nói Amen. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống cái quyền trượng trên tay, khóe mắt đột nhiên liên tục nháy nháy vài cái. Quyền trượng tượng trưng cho quyền lực của Tổng Giám Mục, bị Tề Đẳng Nhàn lấy ra gõ đầu chó. Hơn nữa, phía trên nhiều máu tươi cùng huyết não như vậy, cũng không lau đi chút nào. Chắc chắn không phải là đang báng bổ ánh sáng của Chúa chứ. Tay Tề Đẳng Nhàn khẽ động, máu trên quyền trượng lập tức bị bắn bay ra ngoài, trơn bóng như lúc ban đầu. Rob Ben mắc chứng OCD này, lúc này mới hài lòng gật đầu. Đội trưởng Elvin, những người này đều là tà giáo gì vậy? Tề Đẳng Nhàn nhịn không được hỏi. Mẹ nó tôi tên Rob Ben. Rob Ben là thánh kỵ sĩ có tố chất cao, cũng không khỏi tỏ ra thô lỗ. Tề Đẳng Nhàn ho khan hai tiếng, nói, xin lỗi, đại đội trưởng Rob Ben, tôi nhớ lầm rồi. Rob Ben ngẩn người, cái gì đại đội trưởng, anh ta là đội trưởng. Đội trưởng của đoàn thánh kỵ sĩ A. Nhưng mà,
Robben cũng lười lại đi sửa lỗi cho người này, nói, những người này là tín đồ tà giáo của Dracula, hơn nữa, là 4 trong số 12 tín đồ mạnh mẽ. Mạnh mẽ á, Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, anh đối với hai chữ mạnh mẽ này, có phải có hiểu lầm gì không? Nếu anh không có linh hồn của thầy Samson, anh có thể làm nổ tung đầu của họ sao? Robben nổi giận nói, họ thực sự rất mạnh, không thể nghi ngờ. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, đúng như lời Robben nói, bốn tên tín đồ tà giáo này thật sự thuộc về phạm trù tương đối mạnh mẽ, trong giang hồ Hoa Quốc, có thể sánh ngang với các cao thủ võ công. Nhất là năng lực chống chịu và khôi phục của bọn họ, lại càng thái quá. Tề Đẳng Nhàn nói trong lòng, anh có nghĩ rằng lý do tại sao tôi phải sử dụng các đòn tấn công vật lý, còn không phải bởi vì giáo hoàng không muốn phù phép vào quyền trượng của tôi sao? Tề Đẳng Nhàn cầm chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 20 triệu, cũng không cảm thấy chuyện ngày hôm nay không khiến bản thân hắn cảm thấy bị lỗ. Tuy rằng hắn muốn giữ lại tên mặt trắng nhỏ cuối cùng này, nhìn xem có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn hay không, nhưng Robben quá chính trực, quá thành kính, chỉ cần một kiếm đã giết hắn ta. Vừa rồi tốc độ ra tay của Robben cũng rất nhanh, hơn nữa kiếm còn sắc bén đến dọa người. Sau khi hắn cầm thánh kiếm nghiên cứu một phen sau cùng cũng không có kết luận gì, chỉ có thể kết luận đó là niềm tin tín ngưỡng thần kỳ của thánh giáo. Tà giáo Dracula, lại là giáo phái gì? Tại sao lại nhắm vào thánh giáo? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Đây là một giáo phái đã tồn tại nhiều năm, Dracula là tổ tiên huyền thoại của ma cà rồng, mà những người này, tin theo con đường của hắn, thích uống máu người. Truyền thuyết về ma cà rồng thời trung cổ của chúng tôi ở châu Âu, phần lớn trong số đó là do giáo phái này truyền ra. Tuy nhiên, sức mạnh của bọn họ đều từ điều ác, trong khi sức mạnh của thánh giáo chúng ta, có thể khắc chế bọn họ. Robben thản nhiên nói, anh ta phất phất tay, một số người ăn mặc như linh mục từ trong bóng tối đi ra, bắt đầu thu dọn thi thể. Tề Đẳng Nhàn nhìn đến ngẩn người, cảm thấy những nhân vật liên quan đến tôn giáo này, thật đúng là một đám xuất quỷ nhập thần. Robben nói, những người này đều là người của học viện trừ tà. Tề Đẳng Nhàn không khỏi hỏi, chức năng chính của học viện trừ tà là trừ tà à? Đây là một tổ chức do giáo hoàng thành lập trong thánh đường. Robben khẽ gật đầu, cau mày nói, trên thế giới này tà đoan rất nhiều, và tà linh không ít, nhiệm vụ của học viện trừ tà là tìm và tiêu diệt bọn họ. Tề Đẳng Nhàn nói, những người này thoạt nhìn cũng không có sức chiến đấu, ai nấy đều rất yếu đuối. Robben nói, những người trừ tà của học viện, chủ yếu dựa vào chính là bùa chú còn có vũ khí, công việc tiêu diệt tín đồ tà giáo là do các hiệp sĩ thánh của chúng ta thực hiện. Hiển nhiên, vị đội trưởng Robben này cũng là một kẻ giết người máu lạnh, tuy nhiên, Tề Đẳng Nhàn khó có thể cảm nhận được mùi máu tanh và sát khí trên người anh ta. Điều này chắc chắn cũng nhờ vào sức mạnh của quyền trượng hoặc là tín ngưỡng gì đó, dù sao, rất nhiều thứ trong thánh giáo, đều không liên quan đến khoa học. Quyền trượng của hắn có thể khắc chế mấy tín đồ tà giáo kia, rõ ràng là không khoa học. Giống như trong đạo giáo của Hoa Quốc, cũng có những đạo sĩ chuyên phụ trách các hiện tượng siêu nhiên, thậm chí, việc tu hành của bọn họ cũng liên quan mật thiết đến những điều này. Lần này tôi ở lại Hương Sơn, chính là để tìm hiểu về động thái của tà giáo Dracula này, cho nên phải âm thầm bảo vệ anh. Nhưng mà, xem ra trên người anh thật sự có linh hồn của thẩm phán Samson, dũng mãnh thiện chiến. Cho dù tôi hôm nay tôi không xuất hiện, anh cũng có thể dễ dàng giải quyết bốn tên tín đồ tà giáo kia. Robben nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, chậm rãi nói. Trải qua cuộc chiến hôm nay, từ tận đáy lòng Robben đã thừa nhận sự mạnh mẽ của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn không khỏi đắc ý nói, đúng vậy, thẩm phán Samson là nhân vật số một trong thánh giáo có thể chinh chiến thiện chiến. Linh hồn của ông ấy đã gắn liền với tôi, ai tới cũng đều bị tôi dùng quyền trượng đập chết. Đội trưởng Elvin, còn nước thánh không, cho tôi thêm một chút nữa được không? Tôi có cảm giác rằng, chúng ta còn có thể đối mặt với nhiều cuộc tấn công nữa của mấy tín đồ dị giáo đó. Robben lạnh lùng nói, ta tên Robben. Được, đại úy Robben, Tề Đẳng Nhàn nói. Tổng giám mục Avada Kedavra, nước thánh được phân phối theo nhu cầu hàng năm của giáo hoàng, không có dư thừa để có thể cung cấp cho anh. Nếu như anh thật sự muốn, xin hãy tự mình đi tìm giáo hoàng bệ hạ thương lượng.
Cái gì tổng giám mục Avada Kedavra? Tề Đằng nhàn nhíu mày nói. Gọi tổng giám mục Tề khó đọc quá, Avada thuận miệng hơn. Hơn nữa, anh cũng thích cái tên Avada này mà, không phải sao? Robben nghiêm túc nói, rõ ràng là đang trả đũa Tề Đằng nhàn vì việc hắn luôn gọi anh ta là đội trưởng Elvin. Khóe mắt Tề Đằng nhàn run lên giận dữ, được thôi, người ngoại quốc gọi họ của người Hoa quốc. Thật sự làm người ta cảm thấy lại tai và khó chịu, Avada thì Avada thôi, chờ sau này gặp giáo hoàng rồi xem ông ấy có thể làm gì, xem ông ấy có thể ban cho hắn ma pháp không, nếu thật sự có thể giải phóng ma pháp, thì người đầu tiên được nếm thử mùi vị ma pháp của hắn chính là tên Robben. Rốt cuộc, số lượng tín đồ tà giáo đối đầu với giáo phía chúng ta là bao nhiêu? Tề Đằng nhàn hỏi. Rất nhiều, ở châu Âu, có nhiều giáo phái tà giáo lớn nhỏ. Bọn họ lấy sự khinh nhờn xúc phạm uy nghiêm của thánh chủ làm vinh dự. Thần sắc Robben trở nên nghiêm túc. Tề Đằng nhàn cảm thấy bản thân có chút bị lừa, giáo hoàng không chỉ thu được 6 tỷ đô la Mỹ từ hắn, còn tuyên bố với bên ngoài trên người hắn mang theo linh hồn của Samson. Đây chắc chắn làm cho những giáo phái tín đồ tà giáo kia phấn khích, từng người đều muốn giết chết hắn. Lão giáo hoàng thật giỏi, một tay đã có thể chuyển rời sự chú ý như thế. Những tà giáo kia, trong khoảng thời gian này hơn phân nửa đều nhìn chằm chằm theo dõi hắn vị tổng giám mục của khu vực phía nam này. Tề Đằng nhàn cho rằng giao cho giáo hoàng 6 tỷ đô la Mỹ đã đủ lỗ rồi, không nghĩ tới, ông ta còn muốn hắn làm tay chân cho ông ta. Tôi còn có một câu hỏi quan trọng, Tề Đằng nhàn nhìn Robben, trầm giọng nói. Hả, Robben nhíu mày, anh cứ nói đi. Những tên tà giáo này, có phải đều giàu có hay không? Tề Đằng nhàn rất âm trầm nói. Robben gật gật đầu, nói, đương nhiên, những tín đồ tà giáo này nguồn gốc lâu đời, hơn nữa có một ít thế lực lớn âm thầm ủng hộ bọn họ trong việc chống lại giáo hoàng. Một số tín đồ, thậm chí còn ẩn mình trong xã hội, bề ngoài là các công ty lớn hoặc là đại gia tộc gì đó, nhưng trong bóng tối, họ đang hoạt động chống đối giáo thánh. Tề Đằng nhàn sau khi nghe nói như thế, không khỏi yên tâm, tín đồ tà giáo có tiền là tốt rồi. Còn việc có làm tay chân hay không không quan trọng. Thật ra, những kẻ tà giáo kia có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là Tề Đằng nhàn luyện võ, liền thích làm tay chân cho giáo hoàng. Học được văn võ nghệ, bán cho gia đình hoàng thất. Giáo hoàng mặc dù không phải hoàng đế Hoa quốc, nhưng cũng là hoàng đế A, bán cho gia đình hoàng thất, không sai. Tổng giám mục Avada, nhiệm vụ của anh, có thể nói là gánh nặng và gian nan. Những kẻ tà giáo kia, sẽ không trơ mắt nhìn, bọn họ lại càng sẽ không ngồi nhìn anh tại Nam Dương lại xây dựng lên một nhà thờ to lớn mang tính biểu tượng như giáo đường. Robben vỗ vỗ bả vai Tề Đằng nhàn, nói. Không sao, tới thì tới thôi. Nói không chừng đến lúc đó ngay cả phí nhân công cũng có thể tiết kiệm được. Tề Đằng nhàn lơ đễnh nói, anh nhanh đi giải rác tin tức của tôi đến thế giới ngầm của châu U đi, để cho những kẻ tà giáo kia tất cả đều đến giết tôi. Tôi muốn giải quyết khó khăn cho thánh giáo vì giáo hoàng vĩ đại, chia sẻ áp lực. Robben ngẩn ra, sau đó dùng tay phải vuốt ve trái tim của bản thân, dùng lễ nghi kỵ sĩ cúi đầu với Tề Đằng nhàn, nói tổng giám mục Avada tôn kính, trước đây đều là tôi không đúng, còn hiểu lầm lòng thành kính của ngài đối với thánh chủ. Tôi muốn ở chỗ này, chân thành xin lỗi ngài. Không sao, chúng ta đều là người của thánh giáo, đều là anh em. Tề Đằng nhàn vỗ vai Robben nói. Thành thật Robben thật đúng là cho rằng Tề Đằng nhàn là tín ngưỡng thành kính, cho nên căm hận tà giáo, muốn sử dụng bản thân để thu hút sự chú ý, giảm gánh nặng cho giáo hoàng. Anh ta nào biết rằng, tên này căn bản chỉ là đang thiếu tiền. Robben nói với Tề Đằng nhàn, tổng giám mục xin hãy chú ý bảo vệ bản thân, tôi cũng phải trở về nước thiên chủ. Tôi là đội trưởng nếu không ở trụ sở giáo hoàng. Rất nhiều tà giáo cùng tà ma, sẽ cố gắng xâm nhập, tấn công giáo hoàng. Đã từng có một cái tin tức, một linh mục trong giáo hoàng bị tà linh nhập thân, sau đó muốn ám sát giáo hoàng, cuối cùng bị các kỵ sĩ phát hiện và bắt giữ. Sau khi chế ngự, phát hiện là một tín đồ sùng đạo, hơn nữa không có bất kỳ vấn đề tinh thần nào. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng đến và cầu nguyện cho vị linh mục này. Vị linh mục đã trở lại bình thường và tiếp tục công việc của mình trong giáo hoàng. Tề Đằng nhàn cầm chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 20 triệu, cũng không cảm thấy chuyện ngày hôm nay không khiến bản thân hắn cảm thấy bị lỗ.
Tuy rằng hắn muốn giữ lại tên mặt trắng nhỏ cuối cùng này, nhìn xem có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn hay không, nhưng Robben quá chính trực, quá thành kính, chỉ cần một kiếm đã giết hắn ta. Vừa rồi tốc độ ra tay của Robben cũng rất nhanh, hơn nữa kiếm còn sắc bén đến dọa người. Sau khi hắn cầm thánh kiếm nghiên cứu một phen sau cùng cũng không có kết luận gì, chỉ có thể kết luận đó là niềm tin tín ngưỡng thần kỳ của thánh giáo. Tà giáo Dracula, lại là giáo phái gì? Tại sao lại nhắm vào thánh giáo? Tề Đẳng nhàn hỏi. Đây là một giáo phái đã tồn tại nhiều năm, Dracula là tổ tiên huyền thoại của ma cà rồng, mà những người này, tin theo con đường của hắn, thích uống máu người. Truyền thuyết về ma cà rồng thời trung cổ của chúng tôi ở châu Âu, phần lớn trong số đó là do giáo phái này truyền ra. Tuy nhiên, sức mạnh của bọn họ đều từ điều ác, trong khi sức mạnh của thánh giáo chúng ta, có thể khắc chế bọn họ. Robben thản nhiên nói, anh ta phất phất tay, một số người ăn mặc như linh mục từ trong bóng tối đi ra, bắt đầu thu dọn thi thể. Tề Đẳng nhàn nhìn đến ngẩn người, cảm thấy những nhân vật liên quan đến tôn giáo này, thật đúng là một đám xuất quỷ nhập thần. Robben nói, những người này đều là người của học viện trừ tà. Tề Đẳng nhàn không khỏi hỏi, chức năng chính của học viện trừ tà là trừ tà à? Đây là một tổ chức do giáo hoàng thành lập trong thánh đường. Robben khẽ gật đầu, cau mày nói, trên thế giới này tà đoan rất nhiều, và tà linh không ít, nhiệm vụ của học viện trừ tà là tìm và tiêu diệt bọn họ. Tề Đẳng nhàn nói, những người này thoạt nhìn cũng không có sức chiến đấu, ai nấy đều rất yếu đuối. Robben nói, những người trừ tà của học viện, chủ yếu dựa vào chính là bùa chú còn có vũ khí, công việc tiêu diệt tín đồ tà giáo là do các hiệp sĩ thánh của chúng ta thực hiện. Hiển nhiên, vị đội trưởng Robben này cũng là một kẻ giết người máu lạnh, tuy nhiên, Tề Đẳng nhàn khó có thể cảm nhận được mùi máu tanh và sát khí trên người anh ta. Điều này chắc chắn cũng nhờ vào sức mạnh của quyền trượng hoặc là tín ngưỡng gì đó, dù sao, rất nhiều thứ trong thánh giáo, đều không liên quan đến khoa học. Quyền trượng của hắn có thể khắc chế mấy tín đồ tà giáo kia, rõ ràng là không khoa học. Giống như trong đạo giáo của Hoa Quốc, cũng có những đạo sĩ chuyên phụ trách các hiện tượng siêu nhiên, thậm chí, việc tu hành của bọn họ cũng liên quan mật thiết đến những điều này. Lần này tôi ở lại Hương Sơn, chính là để tìm hiểu về động thái của tà giáo Dracula này, cho nên phải âm thầm bảo vệ anh. Nhưng mà, xem ra trên người anh thật sự có linh hồn của thẩm phán Samson, dũng mãnh thiện chiến, cho dù tôi hôm nay tôi không xuất hiện, anh cũng có thể dễ dàng giải quyết bốn tên tín đồ tà giáo kia. Robben nhìn Tề Đẳng nhàn một cái, chậm rãi nói. Trải qua cuộc chiến hôm nay, từ tận đáy lòng Robben đã thừa nhận sự mạnh mẽ của Tề Đẳng nhàn. Tề Đẳng nhàn không khỏi đắc ý nói, đúng vậy, thẩm phán Samson là nhân vật số một trong thánh giáo có thể chinh chiến thiện chiến. Linh hồn của ông ấy đã gắn liền với tôi, ai tới cũng đều bị tôi dùng quyền trượng đập chết. Đội trưởng Elvin, còn nước thánh không, cho tôi thêm một chút nữa được không? Tôi có cảm giác rằng, chúng ta còn có thể đối mặt với nhiều cuộc tấn công nữa của mấy tín đồ dị giáo đó. Robben lạnh lùng nói, ta tên Robben. Được, đại úy Robben, Tề Đẳng nhàn nói. Tổng giám mục Avada Kedavra, nước thánh được phân phối theo nhu cầu hàng năm của giáo hoàng, không có dư thừa để có thể cung cấp cho anh. Nếu như anh thật sự muốn, xin hãy tự mình đi tìm giáo hoàng bệ hạ thương lượng. Cái gì tổng giám mục Avada Kedavra? Tề Đẳng nhàn nhíu mày nói. Gọi tổng giám mục Tề khó đọc quá, Avada thuận miệng hơn. Hơn nữa, anh cũng thích cái tên Avada này mà, không phải sao? Robben nghiêm túc nói, rõ ràng là đang trả đũa Tề Đẳng nhàn vì việc hắn luôn gọi anh ta là đội trưởng Elvin. Khóe mắt Tề Đẳng nhàn run lên giận dữ, được thôi, người ngoại quốc gọi họ của người Hoa Quốc. Thật sự làm người ta cảm thấy lại tai và khó chịu, Avada thì Avada thôi, chờ sau này gặp giáo hoàng rồi xem ông ấy có thể làm gì, xem ông ấy có thể ban cho hắn ma pháp không, nếu thật sự có thể giải phóng ma pháp, thì người đầu tiên được nếm thử mùi vị ma pháp của hắn chính là tên Robben. Rốt cuộc, số lượng tín đồ tà giáo đối đầu với giáo phía chúng ta là bao nhiêu? Tề Đẳng nhàn hỏi. Rất nhiều, ở châu Âu, có nhiều giáo phái tà giáo lớn nhỏ. Bọn họ lấy sự khinh nhờn xúc phạm uy nghiêm của thánh chủ làm vinh dự. Thần sắc Robben trở nên nghiêm túc. Tề Đẳng nhàn cảm thấy bản thân có chút bị lừa,
giáo hoàng không chỉ thu được 6 tỷ đô la Mỹ từ hắn, còn tuyên bố với bên ngoài trên người hắn mang theo linh hồn của Samson, đây chắc chắn làm cho những giáo phái tín đồ tà giáo kia phấn khích, từng người đều muốn giết chết hắn. Lão giáo hoàng thật giỏi, một tay đã có thể chuyển rời sự chú ý như thế, những tà giáo kia, trong khoảng thời gian này hơn phân nửa đều nhìn chằm chằm theo dõi hắn vị tổng giám mục của khu vực phía nam này. Tề đảng nhàn cho rằng giao cho giáo hoàng 6 tỷ đô la Mỹ đã đủ lỗ rồi, không nghĩ tới, ông ta còn muốn hắn làm tay chân cho ông ta. Tôi còn có một câu hỏi quan trọng, tề đảng nhàn nhìn Rob Ben, trầm giọng nói. Hả, Rob Ben nhíu mày, anh cứ nói đi. Những tên tà giáo này, có phải đều giàu có hay không? Tề đảng nhàn rất âm trầm nói. Rob Ben gật gật đầu, nói, đương nhiên, những tín đồ tà giáo này nguồn gốc lâu đời, hơn nữa có một ít thế lực lớn âm thầm ủng hộ bọn họ trong việc chống lại giáo hoàng. Một số tín đồ, thậm chí còn ẩn mình trong xã hội, bề ngoài là các công ty lớn hoặc là đại gia tộc gì đó, nhưng trong bóng tối, họ đang hoạt động chống đối giáo thánh. Tề đảng nhàn sau khi nghe nói như thế, không khỏi yên tâm, tín đồ tà giáo có tiền là tốt rồi, còn việc có làm tay chân hay không không quan trọng. Thật ra, những kẻ tà giáo kia có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là tề đảng nhàn luyện võ, liền thích làm tay chân cho giáo hoàng. Học được văn võ nghệ, bán cho gia đình hoàng thất. Giáo hoàng mặc dù không phải hoàng đế Hoa Quốc, nhưng cũng là hoàng đế A, bán cho gia đình hoàng thất, không sai. Tổng giám mục Avada, nhiệm vụ của anh, có thể nói là gánh nặng và gian nan. Những kẻ tà giáo kia, sẽ không trơ mắt nhìn, bọn họ lại càng sẽ không ngồi nhìn anh tại Nam Dương lại xây dựng lên một nhà thờ to lớn mang tính biểu tượng như giáo đường. Rob Ben vỗ vỗ bả vai tề đẳng nhàn, nói. Không sao, tới thì tới thôi. Nói không chừng đến lúc đó ngay cả phí nhân công cũng có thể tiết kiệm được. Tề đẳng nhàn lơ đễnh nói, anh nhanh đi giải rác tin tức của tôi đến thế giới ngầm của châu U đi, để cho những kẻ tà giáo kia tất cả đều đến giết tôi. Tôi muốn giải quyết khó khăn cho thánh giáo vì giáo hoàng vĩ đại, chia sẻ áp lực. Rob Ben ngẩn ra, sau đó dùng tay phải vuốt ve trái tim của bản thân, dùng lễ nghi kỵ sĩ cúi đầu với tề đẳng nhàn. Nói tổng giám mục Avada tôn kính, trước đây đều là tôi không đúng, còn hiểu lầm lòng thành kính của ngài đối với thánh chủ. Tôi muốn ở chỗ này, chân thành xin lỗi ngài. Không sao, chúng ta đều là người của thánh giáo, đều là anh em. Tề đảng nhàn vỗ vai Rob Ben nói. Thành thật Rob Ben thật đúng là cho rằng tề đảng nhàn là tín ngưỡng thành kính, cho nên căm hận tà giáo, muốn sử dụng bản thân để thu hút sự chú ý, giảm gánh nặng cho giáo hoàng. Anh ta nào biết rằng, tên này căn bản chỉ là đang thiếu tiền. Rob Ben nói với tề đảng nhàn, tổng giám mục xin hãy chú ý bảo vệ bản thân, tôi cũng phải trở về nước thiên chủ. Tôi là đội trưởng, nếu không ở trụ sở giáo hoàng, rất nhiều tà giáo cùng tà ma, sẽ cố gắng xâm nhập, tấn công giáo hoàng. Đã từng có một cái tin tức, một linh mục trong giáo hoàng bị tà linh nhập thân, sau đó muốn ám sát giáo hoàng, cuối cùng bị các kỵ sĩ phát hiện và bắt giữ. Sau khi chế ngự, phát hiện là một tín đồ sùng đạo, hơn nữa không có bất kỳ vấn đề tinh thần nào. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng đến và cầu nguyện cho vị linh mục này, vị linh mục đã trở lại bình thường và tiếp tục công việc của mình trong giáo hoàng. Dương Quan Quan nghe xong không khỏi kinh hãi lắp bắp, hỏi con đường mà người đi trước không tìm được, anh có thể tìm được sao? Tề đảng nhàn thản nhiên nói, tôi đâu có nói tôi tìm được đường, tôi chỉ cảm giác mà thôi, dù sao. Tổ tiên tề ra chúng ta có câu, sức người có hạn, tâm hồn vô hạn. Tôi thấy những lời này rất có đạo lý, tâm hồn con người nếu bị hạn chế, vậy thì làm sao chúng ta có thể chế tạo ra máy bay, tàu ngầm, lên trời xuống biển. Giới hạn của tâm hồn, là không thể đo lường. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói, muốn thành Phật, cần phải khuất phục tâm hồn. Con người chính là bởi vì có trí tưởng tượng, cho nên mới có thể phát triển khoa học kỹ thuật. Và trở thành bá chủ địa cầu. Võ công, cũng giống như vậy. Đánh vỡ hư không cấp bậc cao thủ, phân mạnh yếu sao? Dương Quan Quan lại nói. Gần như rất khó phân biệt, khi thể lực và quyền pháp đạt tới loại cảnh giới này, hầu như không thể so sánh được sức mạnh, phần lớn phụ thuộc vào hiệu phát huy khi lâm trận. Tề đẳng nhàn nói. Vậy hồng thần sách mà Ngọc Tướng Quân nói đến tìm anh một đổi một, chẳng phải anh sẽ rất nguy hiểm sao? Tề đẳng nhàn như có điều suy nghĩ nói,
Hồng thần sách này sắp hết tuổi thọ, nói cách khác, tinh thần của ông ta sắp khô héo. Đấu võ với người khác là một chuyện vô cùng hao tổn tinh lực, nếu ông ta đánh với tôi, tinh thần hao tổn gấp bội, chỉ làm cho ông ta chết nhanh hơn mà thôi. Ông ta dám đến, tôi sẽ tiễn ông ta lên đường. Vẻ mặt của hắn rất nhẹ nhàng. Trên trái đất có 7-8 tỷ người, thiên tài nhiều không kể xiết, có thể đem võ công luyện đến loại cấp bậc này, cũng là phi thường hiếm có. Lý do Hồng Hoa Đình sở hữu sức mạnh thâm hậu, là bởi vì có sự hỗ trợ của tổ chức Hồng Bang, một tổ chức lịch sử lâu đời này, trong đó rất nhiều võ học truyền thừa đều không có niên đại, hơn nữa, một số lão yêu sống cũng đủ dài. Đột nhiên xuất hiện một nhân vật như Hồng Thần Sách, cũng không có gì ngạc nhiên. Nếu ở Long Môn, chỉ cần đến đó, hơn phân nửa cũng có thể từ Vọng Nguyệt Các tùy tiện chọn ra một cao thủ như thế. Đánh vỡ cấp bậc cao thủ hư không này, muốn phân thắng bại, là điều vô cùng khó khăn. Nhưng mà, tuy rằng khó có thể phân biệt cao thấp, nhưng vẫn là có cách. Ví dụ như Clark, chiều cao, sải tay, kích thước cơ bắp, nhưng lại có thiên phú tĩnh lặng mà người bình thường không thể so sánh được. Nếu công phu luyện đến loại cảnh giới này, từ phương diện này mà nói, tôi sẽ không bằng anh ta. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nói xong lời này, liền phất phất tay, nói, buổi tập luyện hôm nay dừng ở đây đi, ngày mai tiếp tục. Hoàng Sung, cậu bảo chị gái của cậu đem photo một quyển cho cậu, cầm về tự mình cẩn thận nghiên cứu, hy vọng cậu có thể được khai sáng. Lúc trước không cho cậu xem, là bởi vì ngộ tính của cậu không đủ, xem ngược lại sẽ chậm trễ quá trình huấn luyện của cậu. Trên con đường sau này, còn dài, vẫn phải tự cậu đi. Hoàng Sung kính cẩn nắm lấy song quyền, dùng lễ nghi giang hồ thở dài, nói, vâng, cảm ơn sư phụ chỉ dạy. Đợi sau khi Hoàng Sung đi, Tề Đẳng Nhàn cũng không chỉ dạy gì thêm cho Dương Quan nữa, lý luận tri thức nên dạy hắn hầu như đều đã dạy hết, hơn nữa Dương Quan Quan cả ngày ôm đọc, cũng không có gì để hướng dẫn nữa. Hiện tại cô ấy cần, chính là không ngừng cùng người khác thực chiến. Anh nói xem vì sao, công phu luyện được cao như vậy, đối với thân thể của bản thân nhìn rõ mọi việc, vì sao có một số đại tông sư còn chết sớm như vậy. Ở tuổi 6070 đã trở thành thiên nhân cưỡi hạc. Dương Quan Quan tò mò hỏi. Thời đại đó là thời đại dễ xuất hiện đại tông sư nhất, nhưng thời đại đó cũng là thời đại loạn nhất. Sống trong thời đại đó, tất nhiên lòng người loạn lạc, đã có công pháp, cũng muốn bảo vệ người thân và quốc gia, người càng có tình cảm to lớn, thậm chí vì nước vì dân. Mỗi ngày áp lực tinh thần càng lớn, tổn hại tinh thần tất nhiên cũng không phải chuyện nhỏ, cho nên tự nhiên cũng chết sớm. Hoàng đế mỗi ngày được ăn ngon mặc đẹp, sinh hoạt thường ngày thức ăn đều có người chiếu cố, thái y giỏi nhất cả nước cũng ở bên trong thái y viện, vì sao vẫn đoản thọ? Chẳng phải vì mỗi ngày phải xem xét các bản tấu chương, lo việc quốc gia, tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng. Anh nhìn xem những người tu hành đắc đạo, phàm là có chút danh tiếng, người nào không sống lâu trăm tuổi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, tôi cảm thấy bản thân sẽ rất khó mà sống lâu trăm tuổi, vì mỗi ngày phải suy nghĩ quá nhiều thứ. Dương Quan Quan tức giận nói, đầu óc của anh chỉ có nghĩ đến móng lợn thôi. Dùng lời của anh mà nói, đây là tổn thương tinh thần, a. À. Đối với loại lời nói không may mắn này của hắn, Dương Quan Quan tất nhiên là vô cùng khó chịu. Tề Đẳng Nhàn cũng không rông dài với Dương Quan Quan, nói, hôm nay, trưởng công chúa Thượng Tinh muốn tổ chức một bữa tiệc ở Hương Sơn, tôi phải đến tham gia một chút, cô có muốn tham gia náo nhiệt không? Dương Quan Quan nói, người ta lại không mời tôi đi làm gì? Hửm, anh được mời. Tề Đẳng Nhàn bình thản mặt không biến sắc nói, làm ơn, tôi bây giờ là tổng giám mục khu phía nam của Thánh giáo A. Cô phải biết rằng, ở Triều Tiên này, người tín vào Thánh giáo vẫn có khá nhiều. Tôi là tổng giám mục ở Hương Sơn, người ta đương nhiên muốn mời tôi, nếu không, có phải khinh thường Thánh giáo chúng ta hay không? Ngực to não phẳng, những lời này thật đúng là phù hợp với cô A. Mặc kệ cô có bằng cấp cao hay không cao. Dương Quan Quan nghiêng đầu, nổi giận, giơ nắm đấm lên đánh người. Tuy nhiên, chút công phu này của cô ấy căn bản không đủ đối phó với sự áp đảo của Tề Đẳng Nhàn, hắn dễ dàng bắt được hai cổ tay của cô ấy, sau đó dùng tay xoay hông cô ấy một cái, đẩy cơ thể cô ấy về phía trước, liền đè cô ấy vào vách tường.
Trên khuôn mặt Tề Đẳng Nhàn hiện lên một biểu cảm hắn tự cho là quyến rũ nhưng thật ra thì ngu ngốc bá tổng. Hắn cười xấu xa và nói, cô gái, cô đang đùa với lửa đấy. Dương Quan Quan phụt cười một tiếng, nói anh không biết rằng lúc anh cố gắng tỏ ra khí chất bá đạo, trông anh rất ngốc phải không? Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhịn được mất kiểm soát, lạnh lùng nói IQ thấp. Nói xong lời này, hắn đẩy mạnh hai tay Dương Quan Quan ra, xoay người rời đi. Tuy nhiên, Dương Quan Quan lại là một cái bước dài nhào tới, tung người nhảy lên, nhảy đến trên lưng của hắn, cười nói anh cũng có mặt mũi nói người ta là IQ thấp. Tự tin này đến từ đâu vậy, ngài tổng giám mục của tôi? Tề Đẳng Nhàn bị hai khinh khí cầu nóng bỏng đến mất phương hướng, chỉ cảm nhận được cường độ co giãn đáng kinh ngạc trên lưng mình, không bằng thư ký Dương đổi tên thành Dương Hữu Dung. Lát nữa chúng ta đi dạo một chút, nhân tiện đến chỗ Nam Thiến chọn hai bộ quần áo, đã lâu không cùng nhau dạo phố. Dương Quan Quan nói ở bên tai Tề Đẳng Nhàn, thanh âm mềm mại kia, theo lỗ tai chui vào, khiến cho trong lòng người ta cảm thấy ngứa ngáy. Được, vừa lúc chọn cho tôi một bộ để mặc trong buổi tiệc tối nay. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Dương Quan Quan từ sau lưng hắn trượt xuống, vào nhà thay một bộ quần áo khác, cuối cùng cô ấy cũng không còn mặc bộ đồ thể thao phù hợp cho việc thi triển quyền cước nữa, mà là một cái áo tê sất in hoa màu trắng, cộng thêm một chiếc quần đùi yếm cao bồi, dưới chân phối hợp với màu trắng cùng giày van màu trắng, rất là trào lưu. Ăn mặc như vậy, là chuẩn bị đi chơi bóng rổ sao? Tề Đẳng Nhàn thấy Dương Quan Quan ăn mặc như thế này, không khỏi hỏi. Anh có ý gì? Dương Quan Quan xị mặt nói, cứ mặc quần yếm là muốn chơi bóng rổ sao? Khụ khụ, công phu của cô không cao bằng tôi, luôn bị tôi ngược, đây chính là sự thật. Lúc anh chơi game không dám bắn lén, đây chính là hư. Vừa đến rạng sáng ngươi liền muốn ngủ, dễ dàng buồn ngủ. Cho nên đồ hư, buồn ngủ, hôm nay lại mặc quần yếm, không chơi bóng rổ cũng không thích hợp. Dương Quan Quan hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài, hiển nhiên là không muốn để ý tới tiểu hắc tử này. Tề Đẳng Nhàn từng tỏ ra khó chịu làm lệch gu thẩm mỹ của Dương Quan Quan. Dù sao, trước kia Dương Quan Quan, phần lớn đều mặc trang phục OL, rất dễ nhìn, nhất là hắn còn có thể mong chờ rằng khi cúi xuống cúc áo sẽ bị bung ra. Nhưng sau khi luyện võ, cô ấy thường mặc quần áo thể thao và quần áo thoải mái rộng thùng thình, cả ngày chỉ muốn đánh nhau với người khác, quần áo liên quan đến vẻ đẹp nữ tính của phụ nữ, gần như không liên quan đến cô ấy. Cách ăn mặc hôm nay khiến cho Tề Đẳng Nhàn cảm thấy rất nổi bật, tất trắng kết hợp với, quần yếm ngắn lộ ra chân dài, áo tê sất phía trên lộ ra tâm hồn, cả người đều có một loại cảm giác trẻ trung và xinh đẹp. Chỉ là, khi di chuyển đường cong cơ bắp trên đùi hiện ra không phù hợp với phong cách như vậy, luôn làm cho người ta hoài nghi đây có phải búp bê kim cương hay không. Lúc trước có một nam sinh rất yếu đuối theo đuổi Dương Quan Quan, kết quả Dương Quan Quan trả lời như thế này. Nếu anh là một người đàn ông thực thụ, thì hãy rèn luyện bản thân thật tốt, nhìn bộ dạng gầy gò của anh, tôi một quyền cũng có thể đánh chết anh. Những lời này trực tiếp làm cho trái tim người theo đuổi này tan nát, sau đó làm ăn cũng không làm, mỗi ngày nhốt mình trong phòng tập gym. Hôm nay ra ngoài không lái xe, Tề Đẳng Nhàn đi cùng một cô gái xinh đẹp như vậy, dọc theo đường đi tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn, vô cùng thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân. Dương Quan Quan rất thông minh đã hiểu được một số ý đồ khoe khoang của tên này, nếu không, hôm nay cũng sẽ không cố ý trang điểm bản thân đẹp một chút. Dương Quan Quan ôm cánh tay hắn, điều này làm cho Tề Đẳng Nhàn cảm thấy so với Tôn phu nhân thì cô ấy vẫn cũng không thể sánh bằng, loại cảm giác ngang ngửa ngày hôm qua, có lẽ chỉ là ảo ảnh do não bộ quá nhiều dopamine mà ra. Ông trùm buôn lậu mà Mạc Văn Trường nói, anh đã tìm được chưa? Dương Quan Quan hỏi. Người đó trốn ở Tam Giác Độc, qua vài ngày nữa tôi tự mình qua đó thu phục ông ta. Lão đồ tể này ngày nào cũng cầm kè kè trên tay khẩu AK-47, gây ra nhiều lời phàn nàn, tôi cũng phải quan tâm chú ý một chút. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan suy nghĩ một chút và nói, nếu là như vậy, vậy chỉ sợ còn có chút phiền toái phải không? Tề Đẳng Nhàn nói, không có phiền toái gì, chờ cô đạt tới cảnh giới của tôi sẽ hiểu, rất nhiều chuyện đều có thể dùng nắm đấm để giải quyết. Dương Quan Quan nói, gần đây có tin đồn, nhà họ Lôi chuẩn bị bán cổ phần tàu thuyền của Lôi Thị, cũng không biết là thật hay giả. Nếu là thật,
vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp xoay sở tiền. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói, lão Lôi tính cách cương trực, trước đây nói rất nhiều lời không dễ nghe, làm cho một số quyền quý ở đế đô ghi hận. Hiện tại ông ta già rồi, hai đứa con trai cũng bị bệnh tật, nhà họ Lôi đã đi đến cuối thời đại này, có vài người muốn làm khó dễ bọn họ, cho nên cố ý thả ra tin tức như vậy mà thôi. Dương Quan Quan tức giận nói, thật đáng ghét, lão Lôi năm đó không màng đến tính mạng của bản thân và gia đình, gánh chịu áp lực lớn từ bọn giặc phương Tây để làm việc cho đất nước, hiện tại ông ta già rồi, sức khỏe con trai không tốt, lại có người bắt đầu có chủ ý với nhà họ Lôi sao? Theo ý kiến của tôi, những người thực sự nên bị ảnh hưởng là nhà họ Quý một đám tư bản. Bọn họ đề ra quy tắc chia sẻ bình đẳng cho công chúng, khiến cho cả nước noi theo, thật sự là buồn cười. Nhìn Tuyết Quốc xem, mua nhà còn tặng kèm thêm diện tích, chỉ có chỗ chúng ta, diện tích thực tế lại còn nhỏ hơn diện tích mua được. Tề Đẳng Nhàn nói, yên lặng theo dõi tình hình phát triển đi, nhà họ Lôi có duyên với tôi, quan hệ cũng không tệ, tôi sẽ không để nhà họ Lôi xảy ra chuyện. Không mất nhiều thời gian, hai người đã đến cửa hàng may mặc của Nam Thiến, kinh doanh cũng không tệ lắm. Chú đẹp trai, nam nhân nhân tiểu quỷ nhỏ sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, cô bé chạy đến và gọi hắn, với đôi mắt mở to tròn đáng yêu, gọi hắn như vậy. Hả, Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẩn người. Chú muốn mua quần áo sao? Quần áo nhà cháu rất đẹp, nam nhân nhân nói. Nam Thiến vội vàng chạy tới, nói với Dương Quan Quan, Dương tiểu thư. Dương Quan Quan cười nói, Nam Thiến, đây là Tề Đẳng Nhàn sư phụ của Hoàng Sung, lần trước hai người đã gặp qua, nhưng mà, lần trước anh ấy thay đổi diện mạo, chính là tên mập kia. Nam Thiến kinh ngạc, nói, ồ, hóa ra ngài chính là Tề tiên sinh. Xin chào Tề tiên sinh, hoan nghênh ngài đến, vào trong ngồi đi, ngồi uống hai chén trà đã. Nam nhân nhân nghiêng đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói, chú đẹp trai, ôm. Tề Đẳng Nhàn nhìn Dương Quan Quan hất cằm, nói, thấy chưa, tôi đã nói là tôi đẹp trai rồi mà, vẫn là trẻ con tinh mắt nhất. Hắn đưa tay ôm lấy nam nhân nhân. Lý do hắn được trẻ con yêu mến, đó là bởi vì công phu đã đạt đến loại cảnh giới này, từ trên người hắn toát lên cảm giác vô cùng ôn hòa, gần gũi. Đây cũng chính là lý do vì sao, khi hắn giảng đạo trên giáo hội, cũng không phải nói về những thứ sâu sắc gì, lại có thể làm cho rất nhiều giáo đồ cảm thấy vui vẻ. Thậm chí ngay cả mục sư chuyên nghiệp cũng cảm thấy hắn có chút tài năng. Cái gọi là gió mùa xuân, chính là như thế. Khoe khoang, Dương Quan Quan không nhịn được châm chọc một câu, quên mất lúc bản thân bị người ta gọi là chú mập rồi à. Nam nhân nhân rất giống Nam Thiến, đôi mắt to trong veo như nước, người cũng hoạt bát đáng yêu, khiến người ta vô cùng yêu thích. Tề Đẳng Nhàn nhìn nam nhân nhân, trong lòng không khỏi nghĩ nếu Dương Quan sinh con sẽ trông như thế nào. Nhưng ngay khi suy nghĩ này vừa hiện lên, hắn liền nhận ra có gì đó không đúng, hắn đây có phải là già rồi hay không, lại nghĩ đến chuyện sinh con. Bây giờ khắp nơi đều là diêu cai đờ liên giao, liềm cắt cỏ hiểu chỉ những kẻ lừa gạt người khác mà sinh con làm gì. Gần đây không có ai đến gây phiền toái chứ. Tề Đẳng Nhàn ôm cô bé đáng yêu, cười nói với Nam Thiến. Lần trước từ sau khi Lôi tổng quản tới, không có ai đến gây phiền toái nữa, tôi phải cảm ơn ngài. Nam Thiến rất lễ phép cúi đầu với Tề Đẳng Nhàn. Khách khí cái gì, cô là vợ của đồ đệ tôi. Sau này có rắc rối gì, trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói. Nam nhân nhân giơ tay lên, nói, chú đẹp trai, con cũng muốn học võ công. Trong cửa hàng, Dương Quan Quan chọn quần áo cho Tề Đẳng Nhàn, quần áo có thể đặt may theo yêu cầu. Tuy nhiên, hôm nay Tề Đẳng Nhàn muốn mặc ngay, thời gian không kịp. Cô ấy chuẩn bị mua hàng có sẵn ở cửa tiệm. Đang lúc Tề Đẳng Nhàn đùa giỡn với cô bé, có một người phụ nữ khi nhìn thấy hắn, liền lập tức chạy tới, trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn, khóc lóc kể lể tổng giám mục đại nhân, cảm ơn ngài. Tề Đẳng Nhàn vừa nhìn nhận ra, đây không phải là người mẹ trẻ tuổi ngày đó ở trong phòng xương tội sao. Hắn giơ tay đỡ cô ta dậy khỏi mặt đất và nói, hãy tạ ơn Chúa vì đó là ý muốn của ngài. Tôi chỉ làm theo ý muốn của ngài mà thôi. Dương Quan Quan còn tưởng rằng Tề Đẳng Nhàn lại gặp phải chuyện gì, nhưng khi thấy, hóa ra là tới cảm ơn hắn, trong lòng cô ấy cũng tràn đầy một chút ấm áp. Tên Tề Đẳng Nhàn này, tuy rằng có đôi khi khiến người ta rất khó chịu, nhưng xét đến cùng, quả thật vẫn là một tên rất trọng tình trọng nghĩa. Nếu không có hắn,
có lẽ cả đời này cô ấy sẽ sống trong bóng tối của nhà họ Dương. Tôi sẽ tin vào Chúa nhiều hơn và cảm ơn Chúa đã cứu rỗi tôi, người mẹ trẻ vừa nói vừa khóc. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cố lên, tôi chúc phúc cho cô. Tề Đẳng Nhàn đưa tay sờ đầu cô ta, chúc phúc như một vị giáo hoàng. Đợi đến khi cô ta rời đi, Dương Quan Quan mới mang theo hai bộ Âu phục đi tới, nói cô ta là tín đồ của anh à. Tề Đẳng Nhàn nói tóm tắt với cô ấy một chút về chuyện đã xảy ra, nghe xong cô ấy cũng tức giận. Muộn một chút, Tề Đẳng Nhàn mặc Âu phục Dương Quan Quan chọn cho hắn, đi hội hợp với Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục mặc một chiếc váy màu đỏ, làn váy rất dài, nhưng xẻ tôi cao đến đùi, trước ngực cũng là kiểu cổ chữ V xẻ sâu, lực sát thương rất mạnh. Bữa tiệc hôm nay là do trưởng công chúa Thượng Tinh của chúng tôi tổ chức, tôi và cô ta có rất nhiều mâu thuẫn, anh và tôi cùng nhau lên sân khấu, phải chuẩn bị tâm lý trước đi. Tôn Dĩnh Thục cười nói với Tề Đẳng Nhàn. Cô ta phát hiện, cà vạt của tên này có hơi lệch, liền tiến lên chủ động giúp hắn sửa sang lại. Tề Đẳng Nhàn chỉ hơi cúi đầu phối hợp, đôi mắt cũng rất thành thật, chỉ nhìn chằm chằm vào phần chữ V khoét sâu, còn nơi khác, tuyệt đối không nhìn nhiều hơn một cái. Mình phát hiện, thần tượng của mình không chỉ có Tào Thừa Tướng. Thần tượng của mình còn có Thảo Mãng Anh Hùng Hứa Hán Văn, Kỵ Sĩ Vong Linh Ninh Thái Thần, Thượng Tiên Chân Nhân Đổng Nưu Lang. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn lung tung rối loạn suy nghĩ, cái cà vạt này, Dương Quan Quan sớm đã thắt xong giúp hắn, là chính hắn tháo ra. Ha, kế sách này, thật tuyệt. Sau khi Tôn Dĩnh Thục giúp hắn chỉnh lại cà vạt, duỗi tay vỗ vỗ vào ngực hắn, cười nói, bộ trang phục này rất đẹp. Ai giúp anh tìm ra nó? Cái vỗ này, cô ta cảm thấy cơ ngực của đối phương thật rắn chắc, làm cho cô ta không nhịn được dùng đầu ngón tay vẽ vẽ hai lần lên cơ ngực bên trái. Tôn phu nhân đã 30 tuổi, tuy rằng là một quả phụ, nhưng đời này vẫn chưa từng hưởng qua hương vị của nam nữ hoan ái. Tâm tư có hơi sao động, cái này cũng vô cùng bình thường. Nếu không phải Tề Đẳng Nhàn có quá nhiều hành động não tàn, ngày hôm qua hơn phân nửa đã uống đồ uống lạnh, xem phim ảnh. Sau đó mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh ngủ. Người luyện công phu đều có dáng người tốt như anh sao? Tôn Dĩnh Thục hỏi. Cũng không phải vậy, có một số đại tông sư cao lớn vạm vỡ, cái bụng rất lớn. Thể chất của tôi thiên về bề ngoài, hơn nữa cũng cố ý đắp nặn một chút, cho nên mới luyện thành như vậy. Tề Đẳng Nhàn nói. Tôn Dĩnh Thục vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn thẳng, không khỏi trở nên đỏ mặt, thong thả ung dung xoay người sang chỗ khác. Nói, lên xe, đi thôi. Tề Đẳng Nhàn lên chiếc siêu xe của Tôn Dĩnh Thục, đi cùng cô ta đến tiệc tối của trưởng công chúa Thượng Tinh. Có thể nói hôm nay Tôn Dĩnh Thục trang điểm tương đối lộng lẫy, trên cổ là một cái vòng bạch kim kim cương, phác họa ra chiếc cổ thon dài tinh tế như thiên nga trắng của cô ta, khuyên tai cũng là bản giới hạn của Cartier, vòng tay cũng là phiên bản mà nhà giàu nhìn vào cũng phải suy xét đến giá cả. Địa vị của tôi ở Thượng Tinh hiện tại tương đối xấu hổ. Rất nhiều người đều muốn đuổi tôi đi, nếu không phải thị trường Hoa Quốc còn cần tôi khống chế, hơn nữa, còn tham dự hạng mục xây dựng đường ống dẫn khí thiên nhiên xuyên quốc gia của các anh và Tuyết Quốc, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ trở nên lạnh ngắt. Tôn Dĩnh Thục dựa vào ghế dựa, gác cặp chân đẹp, nói với Tề Đẳng Nhàn tình cảnh hiện tại của bản thân. Chủ yếu là do mấy ông già nhà họ thôi động tâm với cô mới dẫn tới đúng không? Rốt cuộc thì, ngay cả người trong nhà cũng không ủng hộ cô. Người ngoài tất nhiên cũng rất khó ủng hộ cô. Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ, nói. Tôn Dĩnh Thục gật gật đầu, nói cảm ơn anh đã nhiều lần giúp tôi hóa giải nhiều nguy cơ như vậy, về sau anh cũng phải giúp tôi. Tề Đẳng Nhàn khinh thường trong lòng, theo bản năng muốn nói ra bốn chữ, dựa vào cái gì ra. Nhưng nghĩ lại, hình như có hơi IQ thấp. Tôn Dĩnh Thục nắm tay hắn, đặt lên đùi của mình, dùng hai bàn tay nhỏ đè xuống, nói anh giúp tôi. Tôi chính là đồng minh trung thành nhất của anh. Tề Đẳng Nhàn tự nhủ trong lòng, mình giúp cô ta đơn giản chỉ vì nhớ ơn cô ta cứu mình một mạng trước Triệu Hồng Tụ, với ân tình giúp mình một lần ở nước Mỹ. Chân cô ta dài hay không, mịn hay không, đều không sao cả. Vì thế, hắn lập tức gật đầu, nói, đương nhiên phải giúp cô cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôn Dĩnh Thục lại muốn đâm cho tên danh không thấy thỏ không thả chim ưng này một đao. Tên này rõ ràng đã lợi dụng người khác thành thói quen, không cho hắn chỗ tốt thì cái gì cũng không đồng ý. Chị Dĩnh Thục, hôm nay có một bộ phim bom tấn chiếu, diễn viên chính là Jason Statham, muốn cùng đi xem phim không? T.
Tề Đẳng nhàn nhéo bàn tay trắng trẻo mềm mại của Tôn Dĩnh Thục, mỉm cười nói. Tôn Dĩnh Thục nghe xong sửng sốt, ngay sau đó trên mặt liền nở nụ cười lạnh đầy chế nhạo, ngày hôm qua bà đây chủ động hẹn anh đi xem phim điện ảnh, không phải anh làm ra hành động não tàn sao, hôm nay mới phục hồi lại tinh thần. Chuẩn bị hẹn lại à? Cô ta ngẩng đầu, giống như một con thiên nga trắng kiêu ngạo, nhàn nhạt nói, ngày hôm qua bị người ta đả thương, cơ thể có hơi không thoải mái, sau khi tham gia xong yến hội, gần như không còn sức lực đi xem phim đâu. Còn nữa, ngày thường gọi Tôn phu nhân, hôm nay biết gọi chị Dĩnh Thục. Tề Đẳng nhàn phát hiện bản thân chơi không lại cho tâm cơ với mấy nhà tư bản, mấy người Trần Ngư và Hướng Đông Tinh gây khó dễ cho hắn, hiện tại ngay cả Tôn Dĩnh Thục hơi hơi có xu thế này. Vì thế, hắn bắt đầu nhớ nhung Từ Ngạo Tuyết nhẫn nhục chịu đựng. Tuy rằng Từ Ngạo Tuyết cũng là nhà tư bản, nhưng ở trước mặt hắn, từ đầu đến cuối chỉ có bị bắt nạt, kiên cường không nổi. Vết thương còn đau không? Muốn tôi giúp cô xoa xoa không? Tề Đẳng nhàn quan tâm hỏi, rút tay ra, đặt lên sau lưng cô ta. Không đau, chỉ là thân thể có hơi không thoải mái. Tôn Dĩnh Thục đẩy tay hắn ra, cười nói. Tề Đẳng nhàn nói, chị Dĩnh Thục còn trẻ như vậy, có tính toán cho chuyện tương lai chưa? Ví dụ như, tái giá. Tôn Dĩnh Thục nói, tôi cũng đã 30 tuổi rồi, không còn trẻ tuổi nữa, không phải là cô gái nhỏ có thể tùy tiện uống đồ uống lạnh. Phải yêu quý cơ thể của mình cho tốt. Tề Đẳng nhàn hơi nhếch khóe môi, tê dại, có thể đừng đề cập đến chuyện thương tâm này nữa được không? Tôn Dĩnh Thục có hơi buồn cười, duỗi tay ra giúp Tề Đẳng nhàn sửa sang lại cổ tay áo một chút. Nói anh thì sao, anh có tính toán gì không? Tôi tính toán rất đơn giản, tôi muốn nói một lời với chị Dĩnh Thục. Tề Đẳng nhàn nói. Hả, Tôn Dĩnh Thục sửng sốt, tim đập nhanh hơn. Tề Đẳng nhàn nói, dì ơi, tôi không muốn phấn đấu. Tôn Dĩnh Thục còn tưởng rằng hắn muốn nói cái gì, quả nhiên là miệng chó phun không ra được ngà voi, làm cho gương mặt xinh đẹp lập tức tối sầm, hai ngón tay gập lại, hung hăng gõ hai cái vào trán hắn. Nói, anh đang muốn ăn giấm. Tề Đẳng nhàn trước kia tiếp xúc với Tôn Dĩnh Thục, thậm chí cố ý chọc giận cô ta, đó là bởi vì không quen nhìn dáng vẻ cô ta suy nghĩ tính kế. Nhưng sau khi tiếp xúc vài lần, đặc biệt là sau lần Tôn Dĩnh Thục không để ý mưa to, chạy tới đưa ô cho hắn. Hắn phát hiện cô ta cũng là người không tồi, hơn nữa lại có địa vị cao, có thể giúp được cho hắn. Nhưng hiện tại, hắn cho rằng bản thân thích Tôn Dĩnh Thục bởi vì thân phận địa vị của cô ta. Nhưng thật ra chính là thèm cơ thể cô ta. Hắn cho rằng bản thân thèm cơ thể cô ta, thật ra chính là thèm cơ thể cô ta. Một đại phú bà như cô, tùy thời lấy ra một chút trong tay cũng đủ cho nửa đời sau của tôi sống ở Đông Phương Anh Hoa. Tề Đẳng nhàn nói. Đông Phương Anh Hoa là nơi nào? Tôn Dĩnh Thục chưa từng đến Trung Hải, không khỏi sửng sốt, hỏi. À, một khu biệt thự rất khí thế. Có nhân viên quản lý tài sản phục vụ tận nhà cho cô. Tề Đẳng nhàn trợn mắt nói dối, bắt nạt Tôn Dĩnh Thục chưa hiểu việc đời. Tôn Dĩnh Thục không muốn nói chuyện với tên chó này nữa, vốn tưởng rằng hắn sẽ nói ra mấy lời âu yếm lấy lòng, kết quả, nói ra một câu không muốn phấn đấu. Nghĩ đến, cô ta thở dài trong lòng, sao bản thân lại thích tên chó như này? Lại suy nghĩ một chút, có lẽ là bởi trước nay hắn đều dùng chân thành đối đãi. Tuy rằng thủ đoạn lừa tiền có hơi ti tiện, có thể dùng chân thành đối với cô ta, trên thế giới này, không có mấy người. Xe đến hải cảng, một du thuyền khổng lồ dừng ở bên bờ, có bảo vệ đứng gác bên trái, kiểm tra thư mời của các khách mời tới tham gia yến hội. Sau khi Tề Đẳng nhàn xuống xe, duỗi tay ra đỡ Tôn Dĩnh Thục bên trong xe, đồng thời chi kỷ dùng tay che mép cửa lại. Loại chuyện này, rất nhiều người đều từng làm cho Tôn Dĩnh Thục. Nhưng khi Tề Đẳng nhàn làm, cô ta lại cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Sau khi xuống xe, Tôn Dĩnh Thục thuận thế khoác tay Tề Đẳng nhàn, nói, ngài Tổng Giám Mục, hôm nay chắc chắn có rất nhiều người phải nghĩ trăm phương nghìn kế để làm khó dễ tôi, tiểu nữ tử cũng không mời ai khác, tất cả phải dựa vào anh rồi. Thời điểm nói lời này, cô ta còn nhẹ nhàng đụng nhẹ vào Tề Đẳng nhàn. Tề Đẳng nhàn gật gật đầu, Tôn phu nhân người ta cũng đã mở lời như vậy rồi. Cho dù không mời hắn uống đồ uống lạnh, hắn cũng đến giúp việc này. Đó là tài phiệt thượng tinh Tôn phu nhân đúng không? À, không phải cô ta luôn luôn không gần nam sắc sao, người bên cạnh cô ta kia là ai? Tôn phu nhân không phải không gần nam sắc,
mà là bởi vì mấy ông già nhà họ Thôi coi đây là lý do công kích cô ta, cho nên mới làm cho cô ta xa cách đàn ông. Người đàn ông bên cạnh cô ta là Tổng Giám Mục của Thánh giáo khu vực phương Nam, Mạc Hồng Y. Ôi ôi ôi, cũng khó trách, Tôn Phu Nhân dám mang đàn ông tới tham gia yến hội, cũng không phải không có đạo lý. Một số người sau khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục xuất hiện cùng Tề Đằng Nhàn, đều không khỏi lắp bắp kinh hãi, trò chuyện với nhau một phen, cũng biết bối cảnh của Tề Đằng Nhàn. Trong lòng Tề Đằng Nhàn không nhịn được đắc ý, ban ngày đưa thư ký Dương đi nổ phố hấp dẫn một lượng lớn ánh mắt hâm mộ, buổi tối cũng Tôn Phu Nhân tham dự yến hội, lại là đối tượng bị mọi người hâm mộ ghen tị hận. Anh em chính là như vậy, người đàn ông như gió. Khi đi tới bên cạnh bến cảng, Tôn Dĩnh Thục lấy thiệp mời ra đưa cho bảo vệ. Sau khi bảo vệ nhìn một lát, lại duỗi tay ra, ngăn cản hai người, lạnh lùng nói, phu nhân, thiệp mời của ngài không đúng. Tôn phu nhân cười lạnh nói, Lý Toàn Chân chỉ có chút năng lực như vậy. Dùng cách này để cản đường tôi, làm tôi khó xử tôi sao? Bảo vệ chỉ vào con số trên thiệp mời, nói, phu nhân, phong thiệp mời này là Lý Tiểu Thư gửi cho nhà họ Thôi. Hơn nữa giới hạn số người có mặt là 3 người. Nhà họ Thôi đã có 2 người có mặt, tính thêm ngài là 3 người, như vậy, người bạn ngài dẫn đến sẽ không thể lên trên. Sắc mặt Tôn Dĩnh Thục lạnh nhạt, nói, ha ha, thời điểm Lý Toàn Chân gửi thiệp mời không nói, hiện tại đột nhiên lập quy tắc cho tôi, nói là giới hạn 3 người có mặt. Bảo vệ một buông tay xuống, đưa lại thiệp mời cho Tôn Dĩnh Thục, nói, quy tắc chính là quy tắc, phu nhân chỉ có thể đi lên một mình. Vị quý ông này, ở lại trên bờ chờ ngài đi. Một số vị khách còn chưa lên thuyền đều dùng dáng vẻ xem náo nhiệt bộ dáng nhìn về phía này, một đám châu đầu ghé tai. Bọn họ đã sớm nghe nói mối quan hệ giữa trưởng công chúa Thượng Tinh Lý Toàn Chân và Tôn Dĩnh Thục không hòa hợp, lần này Lý Toàn Chân tổ chức yến hội ở Hương Sơn, chắc chắn là muốn nhắm vào Tôn Dĩnh Thục. Hôm nay, nếu Tề Đằng Nhàn không lên được thuyền, vậy mặt mũi của Tôn Dĩnh Thục đã có thể mang đi quét xác, đương nhiên, mặt mũi Tề Đằng Nhàn cũng đi quét xác theo. Không cho tôi đi lên, vậy thì yến hội này cũng dứt khoát đừng tổ chức nữa. Tề Đằng Nhàn nhìn thoáng qua Tôn Dĩnh Thục, mỉm cười nói, bây giờ tôi gọi điện thoại cho đoàn kỵ sĩ, nói trên thuyền có dị giáo. Tôn Dĩnh Thục ngẩn người, sau đó lắc đầu nói, đừng, nếu làm như vậy, sự việc quá lớn. Dù sao thì... hôm nay có rất nhiều đại nhân vật có uy tín danh dự đến, anh đừng lạm dụng quyền lực của bản thân, tránh làm cho giáo đình bất mãn. Tề Đằng Nhàn tự nhủ trong lòng ông đây đã ném ra 6 tỷ, giáo đình còn có thể có gì bất mãn, nếu có người bất mãn, trực tiếp ném tiền bảo giáo hoàng cho hắn một chiêu Avada Kedavra là được. Tôn Dĩnh Thục, cô muốn đến thì đến, vậy mà lại dám quang minh chính đại mang một người đàn ông đến. Cô có giáp tâm gì? Seto còn để nhà họ Thôi chúng tôi vào mắt không? Vào ngay lúc này, một người phụ nữ đi từ trên thuyền xuống. Người phụ nữ này khoảng tầm 50 tuổi, là em gái của ông chồng quá cố của Tôn Dĩnh Thục, tên Thôi Vân Tú. Bà ta mặc một thân lễ phục chế tác thủ công, trang điểm xinh đẹp, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại khí thế phú quý bức người, tựa như công chúa quý tộc thời cổ đại. Anh cả tôi mất mới có 5 năm. Cô đã dùng tiền của anh ấy đi bao dưỡng tên mặt trắng khác. Thôi Vân Tú lớn tiếng hỏi. Mọi người đều bởi vì lời của Thôi Vân Tú mà ghé mắt, một đám người chỉ trỏ trỏ về phía hai người Tề Đằng Nhàn và Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục mỉm cười nói, chị dâu cũng không biết gọi. Thôi Vân Tú cười lạnh nói, cái đồ hồ ly tinh như cô, tôi lớn hơn cô một giáp, cô còn có mặt mũi bảo tôi gọi cô là chị dâu. Tề Đằng Nhàn thấy Thôi Vân Tú đã đốt lửa chiến tranh lên đến đầu của mình, nhướng nhướng mày, nói, vị bà cố nội này, không nên nói lung tung đâu, nói lung tung thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Bà cố nội. Sau khi Thôi Vân Tú nghe được lời này, sửng sốt, suýt chút nữa tức nổ mũi. Chẳng qua bà ta mới hơn 50 tuổi, hơn nữa được bảo dưỡng rất khá, dung mạo thoạt nhìn không khác biệt gì với người 40 tuổi. Thế nhưng... vậy mà Tề Đằng Nhàn lại dám gọi bà ta như vậy. Tôn Dĩnh Thục, cô tìm được tên đàn ông không có tố chất như vậy từ nơi nào, không chê mất mặt à? Thôi Vân Tú cười lạnh nói. Đó đâu phải là người đàn ông của tôi. Tôn Dĩnh Thục bình tĩnh nói, hắn là Tổng Giám Mục của Thánh giáo khu vực phương Nam, Tề Đằng Nhàn.
Thôi Vân Tú hoảng hốt, vội vàng đánh giá từ trên xuống dưới Tề Đẳng Nhàn, sau đó phát hiện, bản thân thật sự đã nhìn thấy người này trên bản tin, tổng giám mục người Hoa duy nhất của toàn bộ Thánh giáo. Tề Đẳng Nhàn nhe răng cười một tiếng với Thôi Vân Tú, nói, bà cố nội, mà mở miệng gọi tôi là tên mặt trắng, tôi có thể cho rằng bà đang khiêu khích tổng giám mục là tôi được không? Là đang miệt thị uy nghiêm của Thánh giám mục kinh tôi sao? Thôi Vân Tú suýt nữa bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh, ho khan một tiếng, nói, không không không, tôi không có ý nghĩ như vậy, sự thành kính của tôi dành cho Thánh chủ, trên thế giới này, không có ai có thể bằng được. Một khi đã như vậy, bà đi xuống thuyền đi, nhường cho tôi một vị trí của nhà họ thôi. Nếu không, tôi thực nghi ngờ không biết bà nói có đang nói thật hay không. Tề Đẳng Nhàn nhìn Thôi Vân Tú, nghiêm trọng nói. Da mặt Thôi Vân Tú run lên. Có hơi bốc hỏa, không nghĩ tới lời nói mình dùng để đả kích Tôn Dĩnh Thục lại biến thành nhược điểm, bị Tề Đẳng Nhàn nắm trong tay. Tề Đẳng Nhàn nhìn Thôi Vân Tú không hành động gì, không kiên nhẫn nói, xem ra, sự thành kính của bà dành cho Thánh chủ là giả, lát nữa tôi sẽ thông báo cho giáo đình, xóa tên bà trong danh sách tín đồ. Hơn nữa, bà sỉ nhục tôi như vậy, tôi cũng hơi có chút nghi ngờ bà giáp tâm bất lương. Được được được, tôi đi xuống dưới. Vị trí này nhường cho Tề giám mục. Thôi Vân Tú cắn răng một cái, đi xuống từ trên thuyền, trong lòng hận đến gần như nhỏ máu. Tề Đẳng Nhàn hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía bảo vệ chặn đường, mỉm cười nói, hiện tại, tôi có thể đi lên rồi chứ. Bảo vệ không ngờ được người đàn ông bên cạnh Tôn Dĩnh Thục, vậy mà lại có địa vị lớn như vậy, một chút đã giải quyết xong lý do của hắn ta. Sắc mặt hắn ta cứng nhắc nói. Nếu Thôi phu nhân đồng ý từ trên thuyền đi xuống dưới, vậy số người nhà họ Thôi giảm đi một người, đương nhiên ngài có thể đi lên. Tên bảo vệ này chẳng qua chỉ là lính lác của Lý Toàn Chân, nói cách khác, chỉ là một con chó mà thôi, hai người Tôn Dĩnh Thục và Tề Đẳng Nhàn đều không chấp nhặt với hắn ta. Chương 1058, dê béo ngoan ngoãn. Tề Đẳng Nhàn mới vừa gặp mặt Thôi Vân Tú lần đầu tiên đã làm cho Thôi Vân Tú được mở mang tầm mắt. Khiến Tôn Dĩnh Thục cảm thấy vô cùng vừa lòng. Nhóm người nhà họ Thôi này, từng người đều ngứa mắt cô ta, muốn đuổi cô ta đi, nhưng cô ta cố tình không để cho bọn người kia được như ý nguyện. Lý Toàn Chân thật sự gấp không chờ nổi muốn nhìn tôi xấu mặt, dùng thủ đoạn thấp kém như vậy để nhắm vào tôi. Tôn Dĩnh Thục có chút khinh thường cười nói. Nhưng mà, chiêu này dùng cũng rất được, nếu tôi đổi một thân phận khác, chỉ sợ hôm nay không thể đi lên chiếc du thuyền này. Tề Đẳng Nhàn nói. Tôn Dĩnh Thục đã bước lên thuyền cùng Tề Đẳng Nhàn, Thôi Vân Tú ôm một bụng lửa giận cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không có cách nào khác, người ta là tổng giám mục của Thánh giáo khu vực phương Nam, chọc nổi sao. Tín ngưỡng Thánh giáo vẫn rất phổ biến ở Triều Tiên, rốt cuộc thì ảnh hưởng của nước Mỹ đối với bọn họ rất sâu rất lớn. Trên chiếc thuyền cỡ lớn này vô cùng náo nhiệt. Người tới đều là một số quản lý cấp cao quyền cao chức trọng của Tài Phiệt Thượng Tinh làm việc ở Hoa Quốc, còn có một số gia tộc quyền thế ở Hương Sơn. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt một cái đã thấy được bị dê béo lớn bị bản thân thịt hai lần, đôi mắt không khỏi lóe lên ánh sáng xanh. Hắn rất muốn thay hình đổi dạng, đi đến trước mặt Quý Khải ra vẻ một lần, sau đó khiến cho Quý Khải ra tay với hắn. Anh lại nhìn thấy người đẹp nào sao? Ánh mắt cũng đã thay đổi. Tôn Dĩnh Thục mỉm cười hỏi, vẻ mặt có hơi khó chịu. Tôi đang nhìn Kim Chủ, Tề Đẳng Nhàn duỗi tay chỉ Quý Khải, nói. Tôn Dĩnh Thục sửng sốt, hỏi, Quý Khải, đó là Kim Chủ của anh à, hắn ta đầu tư cho anh cái gì? Tề Đẳng Nhàn cười cười, không trả lời, đầu tư. Vậy thì lãi suất trả hơi bị chậm quá rồi, Tôn Phu Nhân vẫn quá coi thường năng lực kiếm tiền của người anh em này rồi. Vào ngay lúc này. Trưởng công chúa Thượng Tinh, Lý Toàn Chân đại danh đỉnh đỉnh nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục, liền bưng một ly sâm panh mỉm cười đi đến. Tôn phu nhân, đã lâu không gặp, gần đây tốt không? Lý Toàn Chân vẻ mặt tươi cười giả dối. Tề Đẳng Nhàn đánh giá vị trưởng công chúa Thượng Tinh đại danh đỉnh đỉnh này, một thân lễ phục vô cùng nhà họ Quý, trang sức trên người cũng đều được chọn lựa kỹ càng, vô cùng phù hợp với khí chất của bản thân, dung mạo top đầu, nhưng mà vẫn kém hơn một chút so với Tôn phu nhân. Tôn Dĩnh Thục bình tĩnh nói, làm phiền Toàn Chân nhớ thương tôi sống rất tốt, ngày tháng trải qua vô cùng thoải mái. Lý Toàn Chân nói, cô sống tốt là được,
tôi đây an tâm rồi. Bởi vì, những ngày tháng tiếp theo, cô gần như không có ngày nào tốt lành đâu. Người phụ nữ này nói thay đổi sắc mặt thì thay đổi sắc mặt, một giây trước còn tươi cười, không đến một cái chớp mắt, lập tức thay đổi một sắc mặt khác. Tôn Dĩnh Thục sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, vậy sao? Tôi đây chờ Lý Tiểu Thư làm ngày tháng sau này của tôi khó khăn hơn một ít, tôi rất chờ mong đấy. Lý Toàn Chân không nói hai lời, quay đầu nói với Quý Khải, Khải Thiếu, lại đây một chút, tôi giới thiệu cho anh một người. Quý Khải quay đầu, cầm rượu đi tới. Nhưng vừa đến gần, hắn ta liền thấy Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt lập tức trở nên giống như gặp quỷ. Nhưng ở đây có nhiều đại lão như vậy, nếu hắn ta vừa thấy mặt đã vậy thì ít nhiều gì cũng sẽ tổn hại đến uy danh nhà họ Quý, vì thế, chỉ có thể chịu đựng hai chân mềm nhũn đi tới bên cạnh Lý Toàn Chân. Vị này chính tôn phu nhân mà tôi đã từng nhiều lần đề cập với anh, thế nào, có hứng thú làm quen một chút hay không? Lý Toàn Chân mỉm cười nói. Không có hứng thú, không muốn làm quen. Quý Khải lập tức lắc đầu như chống bỏi. Lý Toàn Chân sửng sốt, kinh ngạc nhìn Quý Khải, trong đầu như có một vạn dấu chấm hỏi, đã nói trước với hắn ta rồi, bảo Quý Khải cũng cô ta làm khó Tôn Dĩnh Thục. Nhưng bây giờ Quý Khải vậy mà lại sửa miệng, không hành động theo phương án ban đầu, cái này là có ý gì? Tôn Dĩnh Thục lại cười ha ha, nói, Khải Thiếu và tôi đã sớm quen biết. Phân bộ thượng tinh bên Hoa Quốc của chúng tôi có một hạng mục cần nhà họ Quý phối hợp, tôi đang muốn tìm Khải Thiếu giao lưu một chút đây. Lý Toàn Chân cười lạnh, vừa định nói chuyện, Quý Khải liền nói, đó là đương nhiên. Khóe miệng Lý Toàn Chân nhếch lên tươi cười, quả nhiên, Quý Khải vẫn đồng ý phối hợp với mình. Điều đó đương nhiên không thành vấn đề, nhà họ Quý chúng tôi chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp với hạng mục của Tôn Phu Nhân. Quý Khải lớn tiếng nói. Khóe mắt liếc đến trên người Tề Đẳng Nhàn. Bây giờ hắn ta thật sự sợ cái tên này, quang minh chính đại đi vào trong nhà họ Quý tìm Quý lão gia tử đòi người, trực tiếp trói hắn ta mang đi, lấy 2 tỷ đô la Mỹ đi, sau đó lại nghênh ngang mặc đại hồng y của thánh giáo trở lại Hương Sơn, lại cầm đi 100 triệu của hắn ta. Cho dù Quý Khải gặp nhiều sóng to gió lớn, cũng chưa từng gặp người nào khủng bố như Tề Đẳng Nhàn. Thằng nhãi này thật sự là một đại ma vương giết người như ngoé, nhà họ Quý tài trợ cho đại hội võ đạo lần đó, đã chết vài vị cao thủ, chiến phi làm người áp trận, cho đến thời khắc cuối cùng cũng không dám ra tay. Quý lão gia tử cũng đã bí mật nói rõ cho hắn ta, không nên tiếp tục trêu chọc tên ma đầu Tề Đẳng Nhàn này, huống chi là, tên ma đầu này bây giờ còn có giáo đình phương Tây làm chỗ dựa cho hắn. Nếu thật sự ồn ào quá lợi hại, bên nước Anh kia chắc chắn phải cho giáo đình mặt mũi. Đến lúc đó nhà họ Quý coi như không dễ làm ăn. Sau khi Tôn Dĩnh Thục nghe được lời này của Quý Khải, cũng không khỏi mơ hồ chớp chớp mắt, dấu chấm hỏi đầy trong đầu. Cô ta còn tưởng rằng Quý Khải chuẩn bị nói cái gì đó làm cô ta mất mặt, phối hợp với Lý Toàn Chân làm khó dễ cô ta. Rốt cuộc thì, thị trường bên Hoa Quốc này là chỗ dựa đáng tin cậy nhất để cô ta đót chân ở Thượng Tinh, nhà họ thôi và những người bất mãn với cô ta. Không ít người muốn mượn việc này để làm khó dễ. Nhưng thủ đoạn của Tôn Dĩnh Thục cũng đủ cứng rắn, may mắn cũng đủ tốt, cho nên nhiều lần vẫn chưa bị áp đảo. Mẹ nó, con dê béo lớn này cũng ngoan ngoãn quá rồi đấy, dáng vẻ này của hắn ta, một đao của tôi phải chọc vào như nào đây? Tề Đẳng Nhàn tức giận không nhịn nổi. Đương nhiên hắn cũng biết không thể chỉ kéo lông dê của một nhà, nhưng mà, lông dê nhà họ Quý có rất nhiều. Quý lão gia tử cắt được bao nhiêu rau hẹ. Không tóm nhà bọn họ thì tóm nhà nào bây giờ. Nhưng dù sao muốn kéo lông dê cũng phải có lý do, ít nhất phải làm cho Quý Khải đi khoe mẽ đã. Nhưng hôm nay Quý Khải không những không khoe mẽ, còn rất phối hợp. Nếu chọc một đao này, vậy thì hắn sẽ không có lý. Nhà họ Quý cũng có thể thông qua quan hệ với nước Anh cáo trạng với giáo hoàng, hắn không có lý, nếu bị giáo hoàng chỉ trích. Hắn cũng phải đau đầu một phen. Lý Toàn Chân hung hăng nhíu mày, vạn phần không vui nhìn Quý Khải, cảm thấy bản thân bị hắn ta chơi cho một vố. Quý Khải đương nhiên biết bản thân chọc cho trưởng công chúa Thượng Tinh không vui, nhưng trong nội tâm cảm thấy chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Trưởng công chúa của các người thế lớn tiền nhiều không sai, nhưng các người không dám quang minh chính đại đến nhà họ Quý bắt cóc tôi đúng không? Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng. Nói, có phải Khải Thiếu hiểu lầm điều gì đó hay không?
hạng mục của Tôn phu nhân không nhất định chỉ lãi không lỗ, tôi cảm thấy anh phải khảo sát một chút mới đúng. Quý Khải vội vàng nói, không cần khảo sát, tôi cảm thấy hạng mục của Tôn phu nhân một chút vấn đề cũng không có, dù sao tôi chỉ cần toàn lực phối hợp là được. Trong lòng hắn cũng có chút xót của, cái thằng khốn này, ước gì mình và hắn ta gây ra mâu thuẫn, sau đó chọc một đao thật tốt được không? Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn không khỏi tràn đầy thất vọng, Tôn Dĩnh Thục lại còn vươn tay hung hăng nhéo eo hắn một cái, tức giận đến không nhịn nổi, thằng chó này, nói chuyện kiểu gì đấy, đang ước gì mình chết sớm một chút đúng không? Quý Khải quá ngoan ngoãn, Tề Đẳng Nhàn không tìm thấy bất cứ lý do nào để hạ đao, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Quý Khải cũng không muốn giao lưu cùng cái tên ma vương khoác đại hồng bào của thánh giáo này, sau khi nói hai câu đơn giản với Tôn Dĩnh Thục liền quay đầu đi, có chút cảm giác đang chạy trối chết. Mặt Lý Toàn Chân có hơi biến thành màu đen, cách làm như vậy của Quý Khải không khác gì làm cô ta mất hết mặt mũi trước mặt Tôn Dĩnh Thục. Cô ta tìm trăm phương ngàn kế đến làm khó Tôn Dĩnh Thục, kết quả một chiêu cũng không thể thành công, ngược lại còn bị Tôn Dĩnh Thục vả mặt, quá mất mặt. Quý Khải này sao lại như vậy? Tại sao tôi cứ có cảm giác có chút gì đó không thích hợp? Tôn Dĩnh Thục nhìn không được hỏi. À, là như này, trước đây tôi từng bắt cóc hắn ta, đòi tiền chuộc nhà họ Quý 2 tỷ đô la Mỹ. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Tôn Dĩnh Thục nghe được lời này, đôi mắt trợn tròn, suýt nữa rớt ra ngoài, nói cái gì? 2 tỷ đô la Mỹ? Anh nói đùa cái gì vậy? 2 tỷ đô la Mỹ chứ đâu phải một đồng tiền trinh. Đương nhiên, 6 tỷ đô la Mỹ càng là giá trên trời. Tề Đẳng Nhàn cười nói, hơn phân nửa là hắn ta sợ tôi lại tìm một lý do chỉnh đốn hắn ta, sau đó bảo tiền ở chỗ hắn ta, cho nên ở trước mặt tôi biểu hiện như là rất ngoan ngoãn, tránh cho bị tôi bắt được cơ hội. Tôn Dĩnh Thục dở khóc dở cười, nói, anh đúng là rất to gan lớn mật, thiếu gia nhà họ Quý mà anh cũng dám bắt cóc. Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói, thiếu gia gia tộc Rothschild cũng bị ông đây dùng một đấm đánh vỡ đầu chó, thiếu gia nhà họ Quý thì tính là cái gì? Lúc này thật ra hắn không tiếp tục chửi bới ông bố của mình, ngược lại lấy chuyện này ra khoe mẽ. Tôn Dĩnh Thục nghe xong cạn lười một trận, cuộc đời ngầu lòi của Tề giám mục, đúng là không cần phải giải thích quá nhiều. Giờ phút này Lý Toàn Chân đang nói chuyện phiếm với mấy người bạn, nhân tiện nghe ngóng một chút lai lịch của Tề Đẳng Nhàn từ chỗ bọn họ. Nghe xong không khỏi mạnh mẽ lắp bắp kinh hãi. Cô ta không tin thánh giáo, cho nên không chú ý tin tức ở phương diện này, giờ phút này nghe bạn bè nói Tề Đẳng Nhàn vậy mà lại là tổng giám mục của thánh giáo khu vực phương Nam, thực sự có hơi kinh ngạc. Dù sao thì, một người Hoa có thể đảm nhiệm chức vị tổng giám mục của thánh giáo, thật sự là quá mức kinh hãi. Tổng giám mục, chính là tồn tại chỉ sau giáo hoàng, trong toàn bộ thánh giáo. Cũng chỉ có 4 vị tổng giám mục mà thôi. Mượn một bước nói chuyện, Lý Toàn Chân không chút để ý nào tới việc biểu hiện ra địch ý của bản thân ở ngay trước mặt Tôn Dĩnh Thục, nói với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn tự nhủ trong lòng, đã bảo thư ký Dương quét sạch lưu trữ đám mây, không còn tài nguyên cho cô. Nhưng hắn vẫn gật gật đầu, tùy tiện đi sang một bên với Lý Toàn Chân. Tôn Dĩnh Thục hơi hơi nhướng mày, nếu đổi lại là trước đây. Cô ta thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ cực kỳ nghi ngờ, rốt cuộc thì, trên thế giới này, gần như không có ai có thể làm cho cô ta tin tưởng hoàn toàn. Nhưng lúc này đây, Tề Đẳng Nhàn bị Lý Toàn Chân mời đi nói chuyện riêng, cô ta lại vô cùng yên tâm, bởi vì, cô ta biết Lý Toàn Chân có đưa ra điều kiện mê người thế nào thì Tề Đẳng Nhàn cũng sẽ tuyệt đối không phản bội cô ta. Tề Đẳng Nhàn nói một người phải có bạn bè đối xử chân thành với nhau, nhưng mình và hắn. Đến cùng thì ngoài bạn bè ra còn là gì? Trong lòng Tôn Dĩnh Thục có một suy nghĩ kỳ lạ, cô ta vì câu nói đó của Tề Đẳng Nhàn, một người bạn cũng không có mà bừng tỉnh, chịu kích thích nặng nề, tính cách cũng bởi vì vậy mà thay đổi không ít. Cô ta muốn làm bạn với một người trọng nghĩa khí trọng cảm tình như vậy, nhưng cũng muốn có một người đàn ông như vậy. Nếu Tề Đẳng Nhàn biết những suy nghĩ trong lòng Tôn Dĩnh Thục, chắc chắn sẽ cợt nhả chỉ trích cô ta a. Người phụ nữ kia, quả nhiên cô thèm muốn cơ thể của tôi. Sau khi Lý Toàn Chân và Tề Đẳng Nhàn đi đến mạn thuyền, lấy 2 ly sâm panh từ tay người phục vụ, đưa 1 ly cho hắn, cười nói, Tề giám mục, ban nãy đã thất kính rồi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, bây giờ cô cũng đang thất kính.
Lý Toàn Chân sửng sốt. Tề Đẳng Nhàn nói, nên gọi tôi là Tề Tổng Giám Mục mới đúng. Tôi là Tổng Giám Mục khu vực phương Nam. Lý Toàn Chân ngạc nhiên, sau đó cảm thấy cũng có đạo lý, lại nghiêm túc nói, Tề Tổng Giám Mục, thất kính rồi. Tề Đẳng Nhàn vừa lòng gật gật đầu, nói, Lý Tiểu Thư muốn mượn bước nói chuyện với tôi là muốn mượn bước nào. Hiện tại tôi là một người đàn ông ngay cả tam thượng cũng không giữ được. Không có cách nào khác, thư ký Dương cũng là một cao thủ về Internet, trực tiếp tìm được lưu trữ đám mây của hắn, thậm chí còn nghiêm túc kiểm tra ổ cứng của hắn, tìm ra tư liệu học tập hắn giấu trong folder đặt tên là thủ tục quản lý hàng ngày của nhà tù Udo rồi xóa hết. Trước đây, khi Tề Đẳng Nhàn nói, UA vĩnh viễn không hết thời, Dương Quan Quan từng thề muốn giết sạch tất cả hồ ly tinh trong lưu trữ đám mây của hắn, đây cũng không phải hành động chỉ dám nghĩ không dám làm. Lý Toàn Chân là một nữ tài xế thành thật, căn bản không hiểu Tề Đẳng Nhàn đang nói cái gì, cô ta chỉ nói tôi tới là muốn cho Tề Tổng Giám Mục thấy thành ý của mình. Tề Đẳng Nhàn cười nói, xin lắng tai nghe, rửa tai lắng nghe. Tôi nghe nói Tề Giám Mục muốn ở xây dựng một nhà thờ lớn mang tính biểu tượng ở Nam Dương, chuyện này chắc là cần phải có một số tiền lớn đụng không? Lý Toàn Chân mỉm cười hỏi. Ôi, không có cách nào khác. Đoán chừng không có mấy trăm triệu đô la Mỹ thì không thành. Tề Đẳng Nhàn có chút bất đắc dĩ nói. Nhà thờ mang tính biểu tượng, vậy thì phải khí thế một chút đúng không? Hơn nữa, nếu là nhà thờ, vậy thì phải có một chút cảm giác thần thánh đúng không? Dùng tiền để đưa các văn vật lịch sử có liên quan đến thánh giáo đến đây đúng không? Còn nữa, các loại tác phẩm nghệ thuật như pho tượng, bích họa, phù điêu cũng không thể thiếu đúng không? Hiện tại hắn đang nghèo. Khuyên can mãi mới nhờ được Trần Ngư hỗ trợ xây móng trước, số tiền kế tiếp còn phải để hắn nghĩ cách mới được. Hôm qua vừa mới nhận được một chiếc Patek Philippe, hôm nay hắn liền gửi chuyển phát nhanh đến Nam Dương, bảo Trần Ngư trực tiếp đổi thành tiền mặt cho hắn, dùng để xây dựng nhà thờ. Lý Toàn Chân nói, tôi có thể trong quá trình xây dựng nhà thờ lớn, vì anh xuất một phần lực. Không biết nhà thờ Tề Tổng Giám Mục muốn xây dựng được đặt tên là gì? Nhà thờ lớn Avada, Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói, nếu Lý Tiểu Thư đồng ý xuất một phần lực, vậy thì tốt quá, tôi sẽ khắc tên Lý Tiểu Thư lên trên tấm bia đá, để cho các tín đồ biết được sự rộng rãi của cô. Lý Toàn Chân cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nói, nhưng tôi có một yêu cầu. Tề Đẳng Nhàn nói, xin mời nói. Tôi chỉ cần anh và Tôn Dĩnh Thục đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa tuyên bố với mọi người cô ta phỉ báng thánh giáo là được. Xong việc. Tôi có thể lấy ra 50 triệu đô la Mỹ cho anh xây dựng nhà thờ. Lý Toàn Chân vươn một bàn tay ra, rất đắc ý nói. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe được con số 50 triệu, không khỏi nhíu nhíu mày, trưởng công chúa Thượng Tinh keo kiệt như vậy. Thật ra, không phải trưởng công chúa Thượng Tinh người ta keo kiệt, mà là hắn quá giàu, xuống tay cũng quá lớn. Tóm được một con dê béo, vậy thì phải kéo lông dê được 9 chữ số xuống. 50 triệu đô la Mỹ, từng đó thật sự không ít. Nhìn dáng vẻ đã xác định được từ trước của Lý Toàn Chân, Tề Đẳng Nhàn lại nhíu mày nói, tôi và Tôn Phu Nhân quen biết từ rất sớm, khi đó, tôi thậm chí còn chưa phải là Tổng Giám Mục. Mà cô ấy đã từng nhiều lần vươn tay giúp đỡ tôi, giúp tôi nhận được không ít sự trợ giúp, vượt qua mấy lần nguy nan. Tôn Phu Nhân với tôi mà nói chính là huynh đệ thủ túc, bạn bè chân thành. Lý Toàn Chân nhướng mày nói, Tề Tổng Giám Mục chỉ cần anh đồng ý lời thỉnh cầu của tôi, như vậy, anh sẽ là bạn bè vĩnh viễn của toàn bộ tài phiệt Thượng Tinh chúng tôi. Hẳn là anh cũng biết, địa vị của Tôn Dĩnh Thục ở Thượng Tinh, còn lâu mới bằng Lý Toàn Chân tôi. Tề Đẳng Nhàn phối hợp nói, muốn tôi phản bội Tôn Phu Nhân, vậy thì tương đương với bảo tôi tự đánh gãy tay. Phải thêm tiền. Lý Toàn Chân ngẩn ra, hừ, Tổng Giám Mục này, khẩu vị thật lớn. Anh muốn bao nhiêu? Lý Toàn Chân cũng không đùa giỡn với Tề Đẳng Nhàn, nói thẳng ra. Cô ta biết Tề Đẳng Nhàn và Tôn Dĩnh Thục là bạn bè có quan hệ vô cùng thân thiết, nếu như có thể khiến Tề Đẳng Nhàn bán đứng Tôn Dĩnh Thục, vậy chắc chắn là một cú đâm đau đớn với Tôn Dĩnh Thục. Tề Đẳng Nhàn nói, cái này thì tùy vào thành ý của Lý Tiểu Thư đi, con số từ miệng tôi nói ra, ít nhiều cũng có chút khó nghe. Lý Toàn Chân nói, 100 triệu, thế nào? USD. Tề Đẳng Nhàn nói ngay, có thể, cô chuyển tiền đi, tôi sẽ đưa số tài khoản cho anh,
Tiền vừa vào tài khoản, tôi lập tức sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta. Lý Toàn Chân lại nói, Tổng Giám Mục Tề, trước tiên anh phải nói rõ ràng với cô ta, sau đó, số tiền này của tôi mới có thể đưa cho anh được. Vậy cũng không được, cô là đại công chúa Thượng Tinh, thế lớn tài lớn. Nếu khi tôi làm rồi, mà cô không nhận nợ, một xu cũng không trả cho tôi, vậy tôi không phải là chịu thua thiệt rồi sao? Tôi cũng không thể làm gì cô cả. Tề Đẳng Nhàn buông tay ra, bất đắc dĩ nói. Lý Toàn Chân nghe xong không khỏi hơi nhíu nhíu mày, cảm thấy lời này cũng có chút lý lẽ, nói ngay, tôi có thể mở một tấm chi phiếu cho anh trước, sau khi anh làm được, có thể cầm luôn tấm chi phiếu đó đi rút tiền. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, tôi là người nhà quê, không biết dùng chi phiếu, chỉ chấp nhận chuyển khoản thôi. Lý Toàn Chân cắn răng, nhíu mày nhìn Tề Đẳng Nhàn, vẫn cảm thấy lời nói của người này, có chút không đáng tin. Anh muốn đùa giỡn với tôi sao? Lý Toàn Chân phục hồi tinh thần lại, sau đó lạnh lùng nói. Tại sao lại nói ra lời như vậy chứ? Tôi rất chân thành mà. Tề Đẳng Nhàn buông tay ra, bất đắc dĩ nói. Lý Toàn Chân cười lạnh quay đầu lại, không thèm để ý tới hắn nữa. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng nhướng mày, ồ, đại công chúa Thượng Tinh này rất nhạy bén nha, biết hắn thuộc loại người thích nhận tiền không thích làm việc, cảnh giác như vậy luôn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trở lại bên cạnh Tôn Dĩnh Thục. Cô ấy mua chuộc anh, Tôn Dĩnh Thục cười như không cười nhìn Tề Đẳng Nhàn, nhẹ giọng hỏi, ngón tay nhẹ nhàng vẽ qua lồng ngực của hắn. Đúng vậy, Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ thở dài, nhưng cô ấy cũng rất khôn khéo, cũng không cho tôi tiền, nhận ra suy nghĩ của tôi mất rồi. Sau khi nói xong lời này, hắn đưa tay bắt lấy bàn tay như ngọc này, nhẹ nhàng kéo một cái, để Tôn Dĩnh Thục dựa vào bên cạnh mình. Trên chiếc du thuyền này, có không ít ông lớn từ Thượng Tinh, trong đó cũng có người của Thôi gia, sau khi bọn họ nhìn thấy một màn này, đều không khỏi cảm giác được lửa giận ở trong lòng. Lúc trước bọn họ đã nhiều lần muốn dùng cái cớ Tôn Dĩnh Thục có quan hệ với người đàn ông khác để đá cô ta ra ngoài, nhưng nhiều lần đo đều thất bại. Lúc này đây, Tôn Dĩnh Thục rõ ràng đã đưa nhược điểm vào trong tay của bọn họ rồi, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác lại không có cách nào để dùng tới. Bởi vì, Tề Đẳng Nhàn là Tổng Giám Mục của Thánh Giáo ở khu phía Nam, địa vị và danh tiếng thật sự là không hề nhỏ. Nếu như lợi dụng việc này để xào nấu xì căng đan gì đó, bọn họ chỉ đơn thuần là tự rước lấy diệt vong mà thôi. Địa vị của Thánh Giáo ở Triều Tiên không hề tầm thường, danh vọng cũng cực kỳ cao. Tôn Dĩnh Thục hôm nay dám quang minh chính đại mời Tề Đẳng Nhàn đến tham gia yến hội lần này cùng, cũng không phải là không có ý trả thù. Không nghĩ tới Tề giáo chủ cũng ở trên thuyền nha. Lúc này, có hai người trung niên lên thuyền, âm u mở miệng nói. Tề Đẳng Nhàn vừa quay đầu, đã nhìn thấy hai người Mạnh Thiên Xanh và Trần Bá Hạ với vẻ mặt tràn đầy sự âm trầm như sắp tụ thành nước rồi rơi ra vậy, chẳng qua, hắn lại nở cười vô cùng sán lạn. À, nghe nói con trai của hai người các ngươi bị khủng bố đánh chết, xin hãy nén bi thương. Tề Đẳng Nhàn ôm quyền với hai người này, nhưng cảm thấy điều này không đúng lắm. Lại vội vàng đưa tay vẽ chữ thập, nguyện cho linh hồn của bọn họ, ở trong thánh vực sẽ đạt được vĩnh sinh. Amen. Phụt phụt. Tôn Dĩnh Thục vừa quay đầu, đã phun hết rượu vang vừa mới vào miệng ra ngoài, rơi vào trong nước biển. Có ai nói vậy không? Còn nữa, bị bọn khủng bố đánh chết, tên khủng bố kia, không phải chính là ngài chứ? Sắc mặt của Mạnh Thiên Xanh và Trần Bá Hạ quả nhiên đã cứng đờ. Trong mắt dường như đã toát ra ánh lửa, hận không thể đi lên để dập đầu hắn. Tề Đẳng Nhàn không khỏi lắc đầu, nói tên khủng bố kia xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, động một chút là móc mắt bẻ cổ, quá hung tàn. Chẳng qua ông cứ yên tâm, tôi sẽ liên lạc với Thánh Chủ, để cho ngài ấy ở Thiên Quốc đại khái là ở trên trời chăm sóc hai vị công tử một chút. Nếu như hai vị đồng ý bỏ ra chút tiền thì càng tốt. Nói không chừng tôi có thể nói với Thánh Chủ sắp xếp cho hai vị công tử một căn biệt thự. Bụng Tôn Dĩnh Thục có chút đau, là do nghẹn cười lâu quá. Các tên lừa gạt này, khiến người ta chỉ thiệt thòi cũng quá cao siêu rồi, đây không phải là rắc muối lên vết thương của người ta, mà là ném axit sulfuric lên vết thương của người ta đó. Gốc là Tôn Tặc, sự kết hợp của tiếng Bắc Kinh, ở BK ai lừa bạn thì người đó là cháu trai tôn tử của bạn. Nhìn thấy Mạnh Thiên Xanh tựa hồ đã có chút tức giận, Trần Bá Hạ giơ tay ngăn ông ta lại, lắc đầu.
loại sống trên giang hồ lâu như ông, làm sao có thể không biết Tề Đẳng Nhàn đang cố ý chọc giận bọn họ. Nếu bọn họ dám động thủ, vậy thì Tề Đẳng Nhàn sẽ có lý do danh chính ngôn thuận để bẻ đầu của bọn họ. Mạnh Thiên Xanh vẻ mặt âm trầm, nói, họ Tề, mày đừng có kiêu ngạo quá, thật sự cho rằng khi trở thành tổng giám mục, thì có thể tẩy trắng tất cả quá khứ sao? Món nợ này, chúng ta vẫn phải tính thôi. Con trai của ông là bị tên khủng bố Tề Đẳng Nhàn đánh chết, việc đó có liên quan gì đến hồng, màu đỏ y tổng giám mục Tề Đẳng Nhàn tôi đây? Tề Đẳng Nhàn mang vẻ mặt khinh thường nói. Gân xanh trên trán Mạnh Thiên Xanh đã nhảy lên, nắm chặt nắm đấm. Tề Đẳng Nhàn hai mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, các người ủng hộ Chiến Phi mở ra đại hội võ đạo để nhằm vào tôi, chỉ cho phép các người ra tay giết tôi, mà không cho phép tôi ra tay phản kích à? Tôi cho các người cơ hội để báo thù, nhưng hy vọng lần sau các người có thể nắm chắc, không bị tôi giết chết. Sau khi nói xong lời này, hắn giơ nắm đấm lên, khẽ cười nói, đến lúc đó, tôi sẽ dùng nắm đấm này, giúp các người đoàn tụ với con trai của mình, thế nào? Sắc mặt Trần Bá Hạ vẫn luôn duy trì vẻ lạnh lùng, ông nhìn thật sâu vào hai mắt của Tề Đẳng Nhàn, nói, nhóc con, mày ở Hương Sơn có thể kiêu ngạo, không phải là ỷ vào việc có nhà họ Lôi làm chỗ dựa sao? May mắn của mày không phải lúc nào cũng tốt đâu. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi, nói, trở về tôi sẽ nói chuyện với Thánh Chủ, để cho ông đến địa ngục tìm Sa Tăng chơi. Trần Bá Hạ có chút không nhịn được, hai mắt trừng mắt lớn, gân xanh trên trán dường như đã muốn nổ tung. Nắm đấm của ông, bị nắm chặt đến mức phát ra tiếng rắc rắc, liên tiếp thành một chuỗi, tựa như hạt đậu nổ. Tôn Dĩnh Thục cảm thấy Tề Đẳng Nhàn có hơi độc ác quá, đánh chết con trai của người ta, còn nói những lời này làm người ta buồn nôn, nên đã nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào thắt lưng hắn một phát. Chúng ta đi thôi, Trần Bá Hạ quay đầu, trầm giọng nói với Mạnh Thiên Xanh. Tôn Dĩnh Thục thở dài, nói anh làm như vậy, có chút quá đáng nhỉ. Lỡ như bọn họ chó cùng rứt dậu thì làm sao bây giờ? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, lúc trước bọn họ không từ thủ đoạn đến để giết tôi, mà không cho phép tôi chơi bọn họ à? Còn nữa, cô nghĩ rằng con trai của hai người này là thứ gì tốt à? Tôi để cho bọn họ chết dễ dàng như vậy, xem như là tiện cho bọn họ rồi. Đối với những kẻ địch dám mạo phạm hắn, từ trước đến nay hắn không nể tình mọt ai cả. Mạnh Thiên Xanh lúc trước dám ở trước mặt hắn nói muốn phế bỏ võ công của Dương Quan Quan, sau đó chơi đùa thật vui, các loại từ ngữ ô uế, vậy nhất định ông ta chỉ có một con đường chết để đi mà thôi. Hai tên này còn có thể nhịn, thật sự là sống trong giang hồ lâu rồi, cái này cũng không bị mắc bẫy. Tề Đẳng Nhàn khẽ mỉm cười. Nói xong lời này, hắn dùng ngón tay chọc lên thắt lưng của Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục bị Tề Đẳng Nhàn chọc cho một cái, khiến cho toàn bộ thắt lưng của cô đều tê dại, suýt nữa đã nhảy dựng lên ở tại chỗ. Cô tức giận nhìn người đàn ông đã chọc mình một cái, không khỏi tức giận nói, anh làm cái gì vậy? Tề Đẳng Nhàn lại mang vẻ mặt ngạo kiều, nói cô ra tay trước mà. Chấm chấm chấm. Tôn Dĩnh Thục trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, một lúc lâu sau đã nói không nên lời, sau đó hung tợn gật gật đầu, được, tên đàn ông chó má, anh giỏi lắm. Cô thừa nhận, Tề Đẳng Nhàn là một tên rất nam tính, vũ lực cá nhân cũng rất mạnh khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng cảm giác được sự an toàn khi ở cạnh hắn. Nhưng mà, chỉ số EQ của gã này thì, chậc, dùng một chữ thấp thì không thể hình dung nổi nữa rồi. Đại công chúa thượng tinh này quả là rất biết gây chuyện mà, mời nhiều người như vậy, là định chuẩn bị làm cái gì sao? Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua, thấy mấy người đàn vây chung quanh Lý Toàn Chân, không khỏi híp mắt nói. Tôn Dĩnh Thục cười lạnh nói, sao mà tôi lại phải nói cho anh biết? Đồ chó này! Tề Đẳng Nhàn lại nói, quên đi, tôi tự đi nghe ngóng vậy. Sau khi nói xong lời này, hắn ninh tâm tĩnh khí, bắt đầu nghe chuyện mà Lý Toàn Chân nói với những người xung quanh. Đúng vào lúc này, một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy bước ra, chính là Lục Thải đã từng xuất hiện ở nhà họ Lôi trước kia, cô ta mặc một chiếc váy màu xanh biếc. Khí chất lại không hề thua kém Lý Toàn Chân đại công chúa thượng tinh chút nào. Chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi, nơi này nhiều người hỗn loạn. Lục Thải chú ý tới Tề Đẳng Nhàn, cười nói với đám người Lý Toàn Chân. Sau khi nói xong lời này, cô ta quay đầu cười lạnh với Tề Đẳng Nhàn hai cái.
Tề Đẳng Nhàn vừa nhìn thái độ giả vờ này của cô ta, đã có chút khó chịu mà sờ sờ chiếc quyền trượng của Tổng Giám Mục để ở trong ngực, đang nghĩ xem có nên cho cô nha hoàn người hầu này một chiêu vật lý lấy mạng hay không. Tại sao lại là một chiêu? Bởi vì sọ não của cô nha hoàn này, nhất định không cứng bằng mấy tên ngoại giáo, tà giáo Dracula kia. Lục Thải biết Tề Đẳng Nhàn công lực phi phàm, thính lực cũng vô cùng khủng bố, nếu như đứng ở trên bong tàu để trao đổi, tiếng sóng biển tuy lớn, nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ ràng. Đại công chúa thượng tinh này có dã tâm không nhỏ, vậy mà lại thông đồng cùng người của Triệu gia. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn về phía Tôn Dĩnh Thục, sắc mặt trở nên âm trầm. Tôn Dĩnh Thục cũng tức giận không khác hắn là bao, nói, lần này cô ta đến Hương Sơn, là vì tàu thuyền Lôi Thị. Tàu thuyền Lôi Thị xảy ra chút vấn đề, áp lực trong ngoài cùng nhau như núi đè mà tới, Lôi Thiên Tứ rất có thể sẽ chịu không nổi. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, xem ra gần đây tin đồn tàu thuyền Lôi Thị muốn bán ra bên ngoài, cũng không phải là tùy tiện mà bịa đặt tin tức nha. Lôi Thiên Tứ đã già rồi. Nhà họ Lôi đời thứ hai có hai thiếu gia bị bệnh tật quấn thân không thể xử lý sự nghiệp của gia tộc được, đời thứ ba thì chỉ có một Lôi Tuyết Kiều. Lôi Tuyết Kiều còn quá trẻ, hơn nữa lần trước còn bị Vương Kiếm Thành đầu độc, trong thời gian ngắn hiển nhiên là không có cách nào để gánh vác đại sự cả. Tàu thuyền Lôi Thị gần đây chịu áp lực rất lớn, Lôi Thiên Tứ muốn vì nhà họ Lôi mà tìm đường lui, cũng là chuyện đương nhiên. Năm đó Lôi Thiên Tứ vì Tổ quốc mà bỏ bao nhiệt huyết, hiện tại, những tên khốn kiếp này lại muốn qua sông rồi phá cầu. Tề Đẳng Nhàn rất khó chịu nói, hắn ngược lại đã có chút muốn vọt vào, cầm quyền trượng gõ từng người một. Nếu thật sự để cho Lý Toàn Chân lấy được cổ phần của tàu thuyền Lôi Thị, như vậy, quyền lên tiếng của cô ta ở Hoa Quốc này sẽ trở nên rất lớn, có thể sẽ đe dọa nghiêm trọng đến địa vị của tôi. Tôn Dĩnh Thục ngữ khí trầm trọng nói. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút. Nhiều người như vậy ở thời kỳ mấu chốt này mà đi vây công nhà họ Lôi. Lôi Thiên Tứ nếu như vẫn luôn không muốn cúi đầu, như vậy, tàu thuyền Lôi thì cuối cùng chỉ có thể nghênh đón một cái kết cục là sụp đổ mà thôi. Nhưng nếu ông ta cúi đầu. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, với tính cách Lôi Thiên Tứ, nhất định ông ta sẽ không cúi đầu, năm đó ông ta có thể làm ra chuyện khí phách ngập trời như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng mà thay đổi quan niệm của mình. Thỏa hiệp với bọn gian tà. Ông ta tình nguyện tản cả ngàn vàng đi, cũng nhất định sẽ không cúi đầu trước những tên ỷ vào quyền lực làm bậy mà ông ta khinh bỉ. Tề Đẳng Nhàn cười một tiếng, nói, muốn cướp tàu thuyền Lôi Thị sao? Tôi chỉ sợ họ thể làm được điều đó. Tôn Dĩnh Thục nói, tôi cũng hy vọng anh có năng lực như thế, giúp Lôi Thiên Tứ bảo vệ tàu thuyền Lôi Thị, dù sao, ảnh hưởng của tàu thuyền Lôi Thị, vẫn rất là lớn. Tàu thuyền Lôi Thị vào khoảng 10 năm trước, quả là một độc quyền trong một lĩnh vực nào đó, tức là sẽ khống chế và kiểm soát mọi hoạt động sản xuất liên quan đến lĩnh vực đó cấp bá chủ. Hiện tại tuy rằng không độc bá thiên hạ như năm đó, nhưng nội tình tích lũy trong nhiều năm như vậy, cũng không hề tầm thường. Khó trách vừa rồi Trần Bá Hạ nói mấy lời kiêu ngạo như vậy, thì ra là bọn họ đang muốn thịt nhà họ Lôi à. Nếu thật sự thịt được nhà họ Lôi, vậy ở Hương Sơn này, quả thật tôi sẽ mất đi một chỗ dựa lớn. Trên mặt Tề Đẳng Nhàn hiện ra một nụ cười lạnh. Trở về đi, tôi phải đi tìm Lôi lão để nói chuyện một chút. Tôi ngược lại đã có một thủ đoạn tuyệt vời, có thể giúp nhà họ Lôi bảo vệ những tài sản này, cho dù là những gia tộc có dã tâm kia vận dụng lực lượng chính thức lớn hơn nữa, cũng sẽ không thể đoạt được nó. Tôn Dĩnh Thục không khỏi mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tề Đẳng Nhàn. Nếu như là trước kia, cô ta nhất định sẽ cảm thấy tên này đang khoe khoang lung tung. Nhưng bây giờ thì khác, cô ta biết Tề Đẳng Nhàn nhất định sẽ không bắn pháo xịt lung tung, nếu đã nói như vậy, vậy chứng minh hắn nhất định đã nắm chắc. Điều này làm cho trong lòng cô ta không khỏi có chút rung động, đàn ông như thế này, khí khái như này, mới đáng để cô ta kỳ vọng chứ. Tôn Dĩnh Thục chú ý tới có người của Thôi gia đứng ở giữa đám người đang nhìn mình, trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười lạnh. Nói, Tề giáo chủ, chúng ta cùng nhau đi khiêu vũ đi. Tề Đẳng Nhàn không khỏi khó chịu nói, phải gọi tôi là Tề Tổng Giám Mục. Tổng Giám Mục. Sắc mặt Tôn Dĩnh Thục không khỏi đỏ lên, nói, lái xe. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nói, quỷ gì vậy? Tôi vốn là Tổng Giám Mục mà, dưới giáo hoàng thì tôi lớn nhất mà.
đám Hồng Y giáo chủ kia không xử được dị giáo, để tôi xử lý. Hồng Y giáo chủ không dám giết người mà tôi giết, Hồng Y giáo chủ không dám quản chuyện mà tôi quản. Một câu thôi, Hồng Y giáo chủ quản được chuyện tôi muốn quản, chuyện họ không quản được thì tôi càng phải quản. Đây là Tổng Giám Mục Phương Nam. Tôn Dĩnh Thục trợn mắt há hốc mồm một lát, tiếp theo bất đắc dĩ cười cười, sau đó lôi kéo Tổng Giám Mục còn lợi hại hơn Vũ Hóa Điền đi khiêu vũ, còn là loại vũ đạo vô cùng thân mật. Mấy người Thôi ra nhìn thấy thì đầy một bụng lửa giận, nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám đi tìm cô ta để gây phiền toái. Tính tình Tề Tổng Giám Mục cũng không phải là lớn bình thường. Giáo hoàng sao mà lại tìm được một tên khủng bố làm Tổng Giám Mục Phương Nam thế? Trong lòng mọi người không khỏi chửi bới, cảm thấy vô cùng bực bội. Có hào quang của Tổng Giám Mục, vốn đã không dễ chọc rồi, tiền thân lại còn là một tên khủng bố thiêu đốt cướp bóc, vậy thì lại càng không dễ chọc. Tôn Dĩnh Thục cũng cảm thấy rất hả giận, mấy năm nay, dưới áp lực của mấy người Thôi ra, cô đã sống quá nghẹn khuất rồi, cho dù là cùng một đối tác đàn ông bình thường gặp mặt cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí, tránh việc bị người của Thôi ra mượn cơ hội để sinh sự, xào ra xì căng đan gì đó. Nhưng hôm nay, cô có thể dựa vào vòng tay của một người đàn ông một cách quang minh chính đại, nhảy múa trên sàn nhảy trước mắt bao người. Chẳng qua, kỹ xảo nhảy múa của Tôn phu nhân thật sự là không được tốt cho lắm, vẫn luôn dẫm lên chân của Tề Tổng Giám Mục. Với cái kỹ thuật này của cô, sau này phải rèn luyện thêm nữa rồi hãy mời tôi nhảy cùng. Tề Đẳng Nhàn sau khi điệu múa kết thúc, có chút ghét bỏ mà bỏ sang một bên của Tôn Dĩnh Thục. Nói xong câu đó, hắn đã hối hận ngay, ai, anh bạn đây là có chuyện gì thế, mấy lời nói IQ thấp này, sao mà có thể nói ra khỏi miệng được thế. Quả nhiên, Tôn Dĩnh Thục bị những lời này của hắn làm cho có chút khó chịu, chẳng qua. Hôm nay tâm tình tổng thể của cô mà nói cũng coi như không tệ. Tề Đẳng Nhàn vội vàng khắc phục, xin lỗi, ý tôi là, kỹ năng nhảy của cô quá kém. Chấm chấm chấm. Tôn Dĩnh Thục im lặng nhìn hắn. Lúc này, đoàn người Lý Toàn Chân đã bàn bạc xong chuyện, đang từ trong phòng đi ra ngoài, biểu tình của bọn họ rất thoải mái, dường như đã quyết định được chuyện lớn gì đó, hơn nữa còn nắm chắc phần thắng trong tay. Nha hoàn của Triệu gia tên là Lục Thải kia, trực tiếp đi về phía Tề Đẳng Nhàn. Nói hai câu, Lục Thải nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi. Có thể, chẳng qua, đừng nói lời không dễ nghe, tôi sợ tính tình tôi không tốt, sốc luôn đầu óc của cô lên. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Đối với những người của Triệu gia ở đế đô này, hắn thật sự là không có bất kỳ hảo cảm gì. Vốn dĩ, hắn có thể trở thành một phú nhị đại yên bình. Nhưng hiện tại, hắn đã biến thành một nhị đương gia tàn bạo. Cũng may không phải nhị doanh trưởng, nếu không, cả ngày giúp Lý đoàn trưởng kéo pháo ý sẽ rất mệt mỏi. Lục Thải nói, anh có thể trở thành Tổng Giám Mục Phương Nam của Thánh Giáo, một bước cờ này, là nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, là do các người chơi cờ quá tốt thôi, buộc tôi không thể không làm như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng phải cảm ơn các người. Lục Thải quay đầu lại, nói tôi cảm thấy chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện đấy, dù sao thì anh và Triệu gia cũng có quan hệ huyết mạch, không cần phải một mực chĩa đao chĩa kiếm về phía nhau, phải đến nỗi người chết ta sống. Tề Đẳng Nhàn nghe, không nói gì. Lấy thân phận hiện tại của anh, nếu như hòa giải với Triệu gia, cũng sẽ được tôn trọng rất nhiều. Lúc trước, Triệu gia đuổi cha con các người ra khỏi đế đô, là có chút không đúng. Nhưng bây giờ... Các người có thể trở lại rồi. Triệu gia sẽ cho hai cha con các người sự tôn trọng lớn nhất, chỉ cần anh đồng ý làm việc cùng Triệu gia. Lục Thải nhàn nhạt nói, hiện tại thân phận Tề Đẳng Nhàn không hề tầm thường, mang hào quang của Tổng Giám Mục có thể nói là quá lợi hại, có thể làm rất nhiều chuyện, thậm chí có thể cho Triệu gia mượn thân phận này để phát triển bố cục ở thế giới phương Tây. Tề Đẳng Nhàn hỏi, cô đang nói đùa với tôi sao? Lục Thải nói, lúc trước cha của anh, quả thật là không xứng với Triệu Tư Thanh. Sự tình đã thành như vậy, cũng không trách Triệu ra được. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh, chậm rãi nói, không phải là cha của tôi không xứng, mà là những người nắm quyền của Triệu gia có dục vọng khống chế quá mạnh. Một khi có người làm ra chuyện như là không tuân theo mệnh lệnh của bọn họ, sẽ làm cho bọn họ nổi trận lôi đình, sẽ làm cho bọn họ cảm thấy như là quyền lực của mình bị uy hiếp và báng bổ.
Ai bảo cô thuyết phục tôi? Triệu Huyền Hoàng, hay là Triệu Minh Luật? Chẳng lẽ, trong lòng bọn họ còn mang chút hy vọng, cảm thấy Triệu gia và cha của tôi còn có đường giảng hòa sao? Lục Thải nói, đây là ý nghĩ của riêng tôi. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, nhìn Lục Thải, lạnh lùng nói, nếu cô không muốn chết, tốt nhất không nên đối đầu với tôi nữa, cũng không nên đối đầu với nhà họ Lôi. Nếu không, tôi hứa, cô sẽ chết ở Hương Sơn này đấy. Tôi mà có được lý do để ra tay, đầu các ngươi, tất cả đều sẽ bị tôi đập nát. Lúc nói lời này, nắm tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt, ngón tay chợt trở nên to lớn trong lòng bàn tay phồng lên một cục khí huyết, bùm một tiếng, trong cái ngón tay nổ tung tạo ra gió, gió thổi làm cho tóc của Lục Thải cũng bay bay. Sắc mặt Lục Thải không khỏi ngưng trọng, nói, phá vỡ hư không, kiến thần bất hoại. Anh quả thật là rất mạnh, thiên phú tuyệt trần, nhưng mà, vũ lực cũng không thể làm chỗ dựa cho anh được đâu. Tề Đẳng Nhàn nói, nắm đấm lớn đương nhiên là không thể giải quyết tất cả vấn đề rồi, nhưng nắm đấm lớn đến mức như tôi, vậy thì sẽ rất khủng bố đấy. Trong mắt Lục Thải hiện lên một chút trêu chọc, nói, tốt lắm, tôi sẽ chờ xem. Sau khi nói xong lời này, cô ta đã xoay người rời đi. Tiểu thư Lục Thải, chẳng lẽ cô không biết, không cách nào thuyết phục được hắn sao? Trần Bá Hạ nói với Lục Thải đang đi tới. Tôi đương nhiên là biết rồi, Lục Thải hờ hững nói. Vậy sao cô còn làm như vậy? Trần Bá Hạ nói. Lục Thải nói, hắn vô địch là bởi vì không có đường lui. Tôi cho hắn một đường lui, chính là muốn làm vỡ cái thế vô địch của hắn. Trần Bá Hạ cười mỉa mai một tiếng, lắc đầu nói, cô tuy rằng cũng luyện võ, hơn nữa võ công cũng không kém, nhưng mà, chung quy cô vẫn là lớn lên trong loại nhà quyền quý như Triệu gia, trong bụng toàn ngươi lừa ta gạt thôi. Võ nhân như hắn ấy, nếu như có thể bị hai ba câu nói đã dao động, vậy thì đã sớm chết trên giang hồ rồi, chắc chắn sẽ không luyện thành loại võ công khủng bố như vậy đâu. Suy nghĩ và cách làm của cô, quá ngây thơ. Lục Thải nghe xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng cũng cảm thấy trong lời nói của Trần Bá Hạ có chút lý lẽ. Tề Đẳng Nhàn vào lúc này lại cười nói với Tôn Dĩnh Thục nói, một cô nhóc chưa từng va chạm xã hội mà thôi, nói cái gì đó cũng chỉ là nói nhảm thôi. Tôn Dĩnh Thục cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu, nói, nhưng súng không thể nói xấu sau lưng người ta nha. Vậy cô gọi cô ta lại đây đi, tôi sẽ nói xấu trước mặt cô ấy. Tề Đẳng Nhàn rất thờ ơ mà nói. Tôn Dĩnh Thục lười để ý tới tên lưu manh này, chỉ cười nói với hắn, hôm nay cảm ơn anh vì đã đến đây cùng tôi, giúp tôi thở ra được một hơi, nhịn nhiều năm rồi, hôm nay cuối cùng cũng thông suốt. Tề Đẳng Nhàn đã tiến thêm một bước nói, thời gian còn sớm, chúng ta đi mua một ly đồ uống lạnh để xem phim nhé. Phu nhân tôi đây, đã 30 tuổi rồi, vẫn là không nên uống đồ lạnh nhỉ. Tôn Dĩnh Thục mỉm cười nói. Tề Đẳng Nhàn trong lòng mắng mẹ nó, người phụ nữ này thù dai quá rồi, anh đây khi đó cũng không có ý ghét bỏ cô ta lớn tuổi mà, chỉ đơn giản là quan tâm mà thôi. Hơn nữa, 30 tuổi thì đã sao, thần tượng của anh đây là Tào Mạnh Đức, 30 tuổi không phải là vừa đẹp sao? Tề Đẳng Nhàn nói, vậy thì không uống đồ uống lạnh nữa, xem có phim chiếu đêm nào hay không đi. Tôn Dĩnh Thục hai mắt nhìn mặt biển phía xa xa, dường như không nghe thấy gì cả. Tề Tổng Giám Mục cảm thấy rất không tốt. Rõ ràng là đã lâu không gặp, mà có thể gặp lại nhau, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị một loạt thao tác của hắn làm cho bầu không khí không còn một tí nào, quá là thất bại mà. Đi thôi, trở về đi, phần sau của yến hội này cũng không có ý nghĩa gì cả. Tôn Dĩnh Thục nói. Được, Tề Đẳng Nhàn cũng không có hứng thú ở lại chỗ này nữa, chuẩn bị đến nhà họ Lôi một chuyến, hỏi tình huống cụ thể một chút. Tình huống mà bây giờ nhà họ Lôi gặp phải, xem ra so với trong tưởng tượng của hắn thì tệ hơn một chút. Tôn Dĩnh Thục và Tề Đẳng Nhàn từ trên thuyền đi xuống, tất cả mọi người đều chú ý đến hai người đã rời đi, châu đầu ghé tai bàn tán một phen. Lý Tiểu Thư, cô không cần nóng vội đâu, chờ khi chúng ta phân chia xong tàu thuyền Lôi Thị, nhà họ Lôi chỉ là một cái vỏ rỗng nữa thôi, hắn ở Hương Sơn, cũng không cứng nổi. Đến lúc đó, cô muốn đá văng Tôn Dĩnh Thục. Chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Mạnh Thiên Xanh nhìn thấy sắc mặt của Lý Toàn Chân không tốt, không khỏi an ủi một câu. Hừ, tên họ Tề này, tâm tư bất chính,
còn muốn lừa tiền của tôi. Lý Toàn Chân híp mắt, hừ lạnh một tiếng. Quý Khải thấy Tề Đẳng Nhàn đã rời đi, hơn nữa biết Lý Toàn Chân cũng khó chịu với mình, cũng không ở lại lâu thêm, vội vàng cáo từ, trở về Quý gia. Sau khi đến Quý gia, Quý Khải đi sau ông cụ Quý nói ngắn gọn một chút về tình hình hôm nay. Ông cụ Quý nghe xong, không khỏi hơi nhíu mày. Chuyện của nhà họ Lôi, chúng ta không tham gia nữa. Trầm ngâm hồi lâu, ông cụ Quý vỗ bàn nói. Ông nộ, đây chính là một cơ hội tốt mà. Nhà họ Lôi ngã xuống, Quý gia chúng ta chính là gia tộc đệ nhất Hương Sơn danh xứng với thực rồi. Hơn nữa, cổ phần của tàu thuyền Lôi Thị cũng rất mê người đó. Quý Khải có chút không cam lòng nói. Ông cụ Quý lại mang sắc mặt âm trầm, nói cả đời này số lần ông nhìn nhầm cũng không nhiều lắm, nhà họ Lôi lần này quả thật là phải ngã xuống rồi, nhưng mà... người đẩy ngã cây đại thụ này, chưa chắc sẽ dễ chịu hơn đâu. Quý gia chúng ta, đã đủ tiền, đủ thế, cũng đủ danh tiếng rồi, không cần phải tham gia lần tranh đấu lần này nữa. Huống chi, tiểu tử họ Tề này, thủ đoạn âm độc bao nhiêu, con cũng nhìn thấy rồi mà. Quý Khải không cho là đúng nói, cũng không hoàn toàn đúng mà. Lần này Hồng Bang còn có Long Môn Hương Sơn đã quyết tâm giết chết hắn rồi, đế đô bên kia cũng phái cao thủ tới, hắn không nhất định có thể toàn thân mà trở ra đâu. Ông cụ Quý không nói gì, chỉ nói, việc này nghe ông đi, không cần phải bàn luận thêm nữa đâu. Con cùng những người muốn đẩy ngã cây đại thụ nhà họ Lôi này phân rõ giới hạn đi, yên phận mà làm việc, miễn cho lại bị hắn bắt được cái cớ gì để tống tiền. Đang nói chuyện, quản gia Quý gia đã vội vàng chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ nói, lão gia, tên ma vương kia lại tới, còn dẫn theo tôn phu nhân của tài phiệt Thương Tinh. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 68.